Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm cùng Lâm Động chém giết một tên nhị tinh đầu tiên của Sama Bang, thì lão đại của bọn chúng đã biết được, lập tức đuổi đến để báo thù. Lúc này, giao long hào của đám người Tiêu Viêm đã chậm rãi tiến vào bên trong phạm vi phương Cusa Ma Bang cầm đầu. Đám người Tiêu Viêm cùng ba huynh đệ Lâm Động đi ra, giết huynh đệ Sama Bang chúng ta hắn là đám tạp toái này, giáp sắt nam tử cầm đầu nhìn đám người Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi vào trên phương chu sa bang mở miệng tiêu thiếu chúng ta đã đến đúng nơi rồi khiếu chiến cười hắc hắc đối mặt giáp sắt nam tử khiêu khích đúng là ngoảnh mặt làm ngơ một hành động kia đối với đối thủ mà nói quả thực chính là khiêu khích vô cùng trào phúng muốn chết giáp sắt nam tử giận quát một tiếng sau lưng mấy chục đạo bóng người toàn bộ đem vũ khí ra đã như vậy cũng không cần cùng các ngươi nhiều lời giết bọn hắn sau khi nói xong sau lưng giáp sắt nam tử mấy chục đạo bóng người toàn bộ hướng phía đám người tiêu viêm đánh tới Tiêu Viêm con mắt nhằm lại, thấp giọng mở miệng, nơi này, cầm đầu là một tên nhị tinh đấu tiên thậm chí mạnh hơn, tại bên cạnh hắn, nữ nhân kia là nhất tinh đấu tiên trung kỳ, những người khác là đấu đế thực lực, Lâm Động huynh, nhất tinh đấu tiên cùng những tạp ngư này liền giao cho ba huynh đệ các ngươi, chỉ cần đem thủ lĩnh của bọn hắn giết chết, trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Tiêu Viêm sau khi nói xong, ba huynh đệ Lâm Động nhẹ gật đầu, xông lên phía trước nhất chính là một nữ tử thân mang sườn xám tinh xảo, trước ngực cùng đùi đều lộ ra mảng lớn da trắng, ngạo nhân Hùng Phong, bắt đầu chạy, tại không trung ném ra một đạo đường vong cung kinh người yêu tinh thật lắng lơ, tiêu viêm cũng không khỏi thầm mắng, thiên hỏa tuyên cổ xích tại trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp từ đám người một bên lách đi qua, mục tiêu rất rõ ràng là hướng phía giáp sắt nam tử công kích mà đi, ba huynh đệ lâm động cũng là đón đầu mà lên, lấy thực lực của ba người cùng hơn 10 người đối kháng lại với nhau, chiến đội của tiêu viêm cũng cấp tốc từ hai bên lách đi qua, thiên cương ly huyền trận mọi người đã thuần thục tại tâm nhanh chóng đứng ngay ngắn thành trận hình, quả nhiên là đến từ hạ đẳng giới không, cạn bã vô tri, các ngươi đã gấp gáp muốn chết như vậy, vậy hôm nay ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường, giáp sắt nam tử nói xong, trong tay quang mang lóe lên, một thanh đại chùy nắm trong tay, Tiêu Viêm thân hình đã là từ không trung ầm ầm mà đến, hướng phía đầu giáp sắt nam tử bổ xuống, giáp sắt nam tử khí thế đột nhiên bộc phát ra, vung lên trong tay đại chùy hướng phía Tiêu Viêm đối oanh mà đi, một thước một chùy, tại không trung đột nhiên phanh kích lại với nhau, oanh một tiếng, thân hình Tiêu Viêm bắn ngược mà ra, khiếu chiến tại sau lưng tiếp nhận thân thể mất khống chế của Tiêu Viêm, nhất tinh đấu tiên sơ kỳ cũng dám ở nơi này lỗ mãng, hôm nay, các ngươi liền sẽ trở thành vong hồn dưới chùy thần của trấn sơn ta. Các ngươi hắn là cảm thấy vinh hạnh, giáp sắt nam tử tên là Trấn Sơn, đại trùy công kích dị thường cương mãnh tiêu viêm giao thủ qua về sau sắc mặt trở nên ngưng trọng tiêu viêm hoạt động một chút thân thể trên mặt vẫn chưa nửa điểm ý sợ hãi đối với mọi người nháy mắt trên mặt lộ ra thiếu dung ngươi vừa mới nói ngươi là thổi thần hay là cái gì tới tiêu viêm trên mặt lộ ra ý cười trấn sơn nghe vậy cũng là cười ha ha ngươi làm như vậy ta cam đoan một hồi ngay cả thấy của ngươi cũng không còn trấn sơn cười nói sát ý lập tức tràn ngập ra khí thế tam tinh đầu tiên bộc phát ra ngươi có thể thử một chút tiêu viêm bình thản cười một tiếng nhẹ nhàng nói nhất tinh đấu tiên sơ kỳ cùng một số đấu đế thật sự là không biết được các ngươi có dũng khí từ đâu tới lại dám cùng ta nói như thế trong tay ta các ngươi không chống nổi hai hiệp đâu chấn sơn cười lạnh nói tiêu viêm cũng là từ chối cho ý kiến nhún vai trên mặt tùy thời đều treo mỉm cười thản nhiên vẻ mặt như thế càng là chọc giận chấn sơn chấn sơn vung lên đại trùy tại giữa không trung hóa thành một đường vòng cung xen lẫn kình phong hung hãn hướng phía tiêu viêm hung hăng đập tới tiêu viêm thân hình vẫn chưa trốn tránh đồng dạng cũng là nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích thước ảnh đầy trời nghìn đạo thước ảnh trong nháy mắt thi triển mà ra, thiên cương ly huyền trận, cùng lúc đó, mọi người đã là đứng ngay ngắn thành trận hình, liên tục không ngừng rót đấu khí hướng phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nhất tinh đấu tiên, lực lượng cũng là tại lúc này mãnh tăng lên tới nhị tinh đấu tiên, nhị tinh đấu tiên, cái này chính là át chủ bài của ngươi, nếu có thể tăng lên tới tam tinh đấu tiên, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, bất quá, nhị tinh đấu tiên tại chỗ ta vẫn chỉ là vặt vãnh mà thôi, trong lúc nói chuyện, đại trùy của trấn sơn đã ầm ầm mà đến, Ẩm vang một tiếng thật lớn, lực lượng khổng lồ tương hỗ đụng vào nhau, bất quá không có ngoài ý muốn, Tiêu Viêm Thiên Sích vô ảnh, tại phía dưới đại trùy của trấn sơn từng khúc sụp đổ mà đi, đại thiên tạo hóa trưởng, hoàng tuyền ba kiện bộ, thiên hỏa tuyên cổ xích lơ lửng ở một bên, Tiêu Viêm hai tay kết ấn, cấp tốc thay đổi, mấy đạo đấu kỹ tuôn trào ra, ha ha, chỉ có chút lực lượng này thôi sao, trấn núi vẫn như cũ cười lạnh, đại chùy chỉ là tại phía dưới đấu kỹ của Tiêu Viêm ngừng chậm một chút, chợt chính là lại lần nữa ầm ầm mà xuống, Tiêu Viêm nhướng mày, lực lượng hung hãn của Trấn Sơn khiến Tiêu Viêm giật mình, đành phải đột nhiên rút lui, nhìn thấy Tiêu Viêm tránh lui, Trấn Sơn lập tức cười lớn một tiếng, trong tay đại chùy tốc độ cũng không chậm chạp, thậm chí động tác chưa có thi triển xong, đã cưỡng ép cải biến quỹ tích đại trùy, tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm đập tới, đáng chết, Tiêu Viêm mắng to một tiếng, đại chùy hướng hắn ầm vang mà xuống, linh khải trên người Tiêu Viêm cấp tốc ngưng tụ, lực lượng hung hãn khiến Tiêu Viêm căn bản không có thời gian phản ứng hoàn thủ, một chùy đánh vào trên lồng ngực Tiêu Viêm, toàn bộ linh khải cũng tại lúc này trực tiếp vỡ nát mà đi tiêu viêm ngực một buồn bực một ngụm lớn máu tơi phun tới chợt hai mắt xích hồng đầu đều là mê man quả nhiên không được lực lượng tranh lệch vẫn còn quá lớn tiêu viêm ổn định thân hình về sau khí tức mất tinh thần lắc đầu bất quá chỉ là một lát khí tức của tiêu viêm lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu giống như không có thụ thương linh khải vỡ nát cũng là một lần nữa ngưng tu năng lực khôi phục thật mạnh chấn sơn nhìn thấy một màn này sợ hãi than nói thử một lần nữa tiêu viêm ánh mắt ngưng lại thiên hỏa tuôn trào ra trong bàn tay ngưng tụ thành một đạo năm màu hỏa liên, hỏa liên chậm rãi mở rộng, tiêu viêm bàn tay bỗng nhiên đè ép, hỏa liên lại lần nữa co lại nhỏ một chút, mà thể tích thu nhỏ nhưng uy lực không giảm, trên đó càng là tản ra một loại tịch diệt lực lượng hủy diệt, đi, tiêu viêm ngón tay ngưng lại, hướng phía chấn sơn ầm ầm mà đi, hư, ta ngược lại là muốn xem, cái năng lực khôi phục này của ngươi có thể dùng được mấy lần, chấn sơn lạnh hừ một tiếng, đại chùy thay phiên hướng phía tiêu viêm xài bước mà đến, tiêu viêm ngưng tụ thiên hỏa hỏa liên cũng là tại lúc này nổ tung lên, tăng lên tới nhị tinh đấu tiên về sau, Hùng hậu tiên nguyên khí của Tiêu Viêm lại thêm hóa thiên quyết, bây giờ thi triển ra thiên hỏa hỏa liên lực phá hoại trong nháy mắt đã là vượt qua thiên xích vô ảnh, chỉ bất quá thi triển ra quá chậm chạp, đối mặt với địch nhân có tốc độ tương đối nhanh, thì thiên hỏa hỏa liên cũng không lý tưởng, bất quá chấn sơn có tốc độ chậm chạp, uy lực của hỏa liên cũng là hoàn toàn hiện ra, phương chu vốn cũng không lớn, muốn né tránh phạm vi công kích của thiên hỏa hỏa liên hiển nhiên là không thể nào, chỉ có ngạnh sinh sinh đi gánh, bất quá chấn sơn cũng không có ý tứ tránh né, hắn thấy, Tiêu Viêm dù sao chỉ là một nhất tinh đấu tiên, làm sao có thể làm bị thương tam tinh đấu tiên như hắn? lại là một chiêu thức vô dụng hết sức tưởng tượng chấn sơn hử lạnh tiên nguyên khí hùng hồn bám vào toàn thân hỏa liên ở trước mặt hắn nổ tung lên ánh lửa lấp lóe ở giữa lực lượng khổng lồ dư ba từng vòng từng vòng chấn động ra càn quét toàn bộ phương chu bạo tạc hỏa diễm cũng là chiếu sáng bốn phía hư vô mà tại ánh lửa kia loáng thoáng trông thấy một thân ảnh kéo lấy đại trùy bạo tạc trước đó không có đối với hàn tạo thành chút nào ảnh hưởng trong ngọn lửa chậm rãi mà tới nhị tinh đấu tiên cùng tam tinh đấu tiên tranh lệch đúng là to lớn như thế tiếp tục như vậy căn bản không có phần thắng chút nào Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, tinh thần có chút xa sút nói, "Tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết sự tranh lệch không cách nào vượt qua ta của ngươi chưa?" Một đạo trầm giọng tại bên trong hỏa liên bạo tạc của Tiêu Viêm chậm rãi truyền tới, trong ngọn lửa, một đạo truy ảnh gào thét mà đến, hướng phía Tiêu Viêm không chút do dự hung hăng đập tới, Tiêu Viêm tâm thần siết chặt, lập tức nâng lên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích đi ngăn cản, bất quá thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, cự lực đánh vào trên lồng ngực Tiêu Viêm, chợt toàn bộ thân hình Tiêu Viêm bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi sen lẫn tàn toái nội tạng phun tới, phốc xích, toàn bộ thân hình Tiêu Viêm như diều đứt dây, một chùy này trực tiếp đem tiêu viêm nện trọng thương ha ha lão tử không tin chùy này không chết ngươi chấn sơn nhìn thấy tiêu viêm bộ dáng chật vật cười ha ha tiêu viêm chiêu số ra hết lại đều không thể tổn thương hắn mảy may mà chấn sơn mỗi một chùy đều khiến tiêu viêm chịu nhiều đau khổ tiêu viêm thân hình lắc lư mấy lần đứng dậy phun một ngụm máu trên thân thể thương thế lấy tốc độ thần kỳ khôi phục chấn sơn tay không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa một chùy hướng phía tiêu viêm đập tới mà tiêu viêm vẫn như cũ không ngừng thi triển chiêu số khác biệt cùng chấn sơn đối kháng Bất quá không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Viêm mỗi lần đều thất bại, mỗi lần đều bị đánh trọng thương, bất quá Tiêu Viêm cũng lại khôi phục cấp tốc thần kỳ, vô luận Trấn Sơn như thế nào dùng chùy nện Tiêu Viêm, vẫn đều không thể đem Tiêu Viêm vào chỗ chết, càng như vậy, Trấn Sơn càng lúc càng mất kiên trì, tốc độ vung vẩy chùy cũng là không ngừng gia tăng, phía trên Sa Ma Bang Phương Chu, lính tôm tướng của đã toàn bộ giải quyết, mà nương theo lấy công kích từ nữ nhân của Trấn Sơn, ba huynh đệ Lâm động cũng bị đánh thành trọng thương, mà đám người Tiêu Viêm vẫn chưa cùng Trấn Sơn chiến đấu, trên thực tế, Trấn Sơn cùng Tiêu Viêm tất cả chiến đấu nãy giờ, khi thật toàn bộ đều là huyễn cảnh, tam tinh đầu tiên quả thật là Cường Hãn, nếu chúng ta thật sự cùng hắn đối kháng, có lẽ cùng bên trong huyễn cảnh kết cục không có gì sai biệt, nhìn xem Trấn Sơn Lâm vào ảo cảnh, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ba huynh đệ Lâm động cũng chậm rãi từ phía sau đi tới, phủi tay, đánh giá bốn phía một mảnh thi hài, Tiêu Viêm huynh, toàn bộ đều đã dọn dẹp sạch sẽ, bốn chiếc phương chu, ước chừng khoảng trăm người, chỉ là buông tha một chút cho phụ nữ trẻ em, chờ sự tình giải quyết, tùy tiện đưa các nàng đến một mảnh giới không khác đi, sống hay chết liền nhìn vận mệnh của các nàng. Lầm Động đi tới bên người Tiêu Viêm chậm rãi nói, Tiêu Viêm có chút nhẹ gật đầu, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều khóa ổn định ở trấn sơn, đang đứng lặng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, biểu lộ không ngừng biến ảo, cao hứng về sau là kinh ngạc, kinh ngạc về sau lại là phẫn nộ, cảm xúc không ngừng giao thế, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tiến vào bên trong ảo cảnh của trấn sơn, chiến đấu nên kết thúc rồi, trong ảo cảnh, Tiêu Viêm thân hình đang rút lui bỗng nhiên đứng thẳng tắp, thiên hỏa tuyên cổ xích nơi tay nhất chuyển, hỏa diễm bay lên, mà Tiêu Viêm nguyên bản nhị tinh đấu tiên thực lực lại lần nữa bắt đầu kéo lên, cho đến đạt tới tam tinh đấu tiên phát ra khí tức thậm chí so với Trấn Sơn còn muốn cường đại hơn một điểm. Sao, làm sao có thể, ngươi cũng là tam tinh đầu tiên, Trấn Sơn hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người, khó có thể tin. Tam tinh đầu tiên, tiêu viêm trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, thực lực đúng là lại lần nữa tăng lên, tại dưới biểu lộ sững sờ của Trấn Sơn. Cho đến tăng lên tới tứ tinh đầu tiên, Trấn Sơn bị dọa đến toàn thân run lên, không có khả năng, Trấn Sơn quát ẩm lên, cơ hồ là tê tâm liệt phế, con mắt lập tức quay tròn đổi tới đổi lui. Sau một lát, biểu lộ bồng nhiên trì trệ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Nơi này là huyễn cảnh, Trấn Sơn hoảng sợ nói, tiêu viêm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nhún vai, thật thông minh, bất quá bây giờ mới biết, thế nhưng là đã muộn, tiêu viêm mỉm cười, bàn tay duỗi ra, ở giữa không trung tiên nguyên khí ngưng tụ thành một cái bàn tay hơi mờ, sau đó hướng phía thân thể Trấn Sơn hung hăng bóp, Trấn Sơn cả cái linh hồn đều giống như bị bóp nát, phốc xích, cái bóp này khiến Trấn Sơn từ bên trong huyễn cảnh tỉnh lại, chợt một ngụm lớn máu tươi phun ra, hai mắt xích hồng, thân thể lung la lung lay đại chùy hung hăng rơi tại trên mặt đất trước mắt một trận hoảng hốt oanh minh như chuông trong đầu chấn sơn gõ vang giây lát về sau mới chậm rãi thấy rõ bốn phía một đám tiêu viêm vây quanh hắn sắc mặt khác nhau có khinh miệt cũng có khiêu khích chấn sơn giờ phút này trong lòng là lộp bột một tiếng chính mình đã bị tính kế ngươi ngươi là lúc nào thi triển huyễn cảnh chấn sơn toàn bộ khí thức đều mất tinh thần vào thời điểm ngươi mở miệng nói câu đầu tiên đi, Tiêu Viêm suy tư một chút, Ôn Hòa nói với Chấn Sơn, Chấn Sơn đôi mắt co rụt lại, nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù chỉ có nhất tinh đấu tiên thực lực, tuổi còn trẻ đã biểu hiện ra lão thành cùng tâm cơ, đã làm cho hắn tin phục, trên thực tế trước đó Tiêu Viêm đã có suy đoán về thực lực của Chấn Sơn, chỉ là không xác định được linh hồn chi lực của Chấn Sơn là loại cấp độ gì, bất quá Tiêu Viêm vẫn là trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, mượn nhờ Thiên Cương Ly huyền trận lực lượng, đem linh hồn chi lực toàn bộ cho Hạ Tăng Huy, để hắn tạo ra huyễn cảnh khiến Chấn Sơn tưởng rằng mình đang chiến đấu với Tiêu Viêm Chấn Sơn cắn răng một cái, thể nội tiên nguyên khí chấn động, khí thế lại lần nữa ầm vang bộc phát, bị Tiêu Viêm ám toán đạo này, khiến trong lòng của hắn vô cùng tức giận, bất quá vào lúc này, Trấn Sơn cảm giác bên cổ lạnh lẽo, một thanh thủy thủ sáng loáng treo tại cổ của hắn, lưỡi dao đã cắt rách da của hắn, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, Trấn Sơn lập tức yên tĩnh trở lại, "Đừng, đừng giết ta, chuyện gì cũng từ từ giải quyết được mà." Tự ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng Trấn Sơn, chỉ cần Trấn Sơn còn dám có bất kỳ động tác nào, tự ảnh liền sẽ trực tiếp cắt yết hầu của hắn, ngươi chính là lão đại của Sa Ma Bang sao? Tiêu Viêm nhìn Trấn Sơn chậm rãi mở miệng dò hỏi, Trấn Sơn minh bạch, Tiêu Viêm đang thử thăm dò hắn, mà một khi Tiêu Viêm hiểu rõ tất cả về Sa Ma Bang thì hắn sẽ mất đi giá trị lợi dụng, như vậy mạng của hắn cũng sẽ không giữ được nữa. Nếu ta nói, ngươi có thể bỏ qua ta không? Trấn Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết được, hôm nay nếu không chú ý một chút thì mệnh sẽ liền lưu tại nơi này. Ngươi đã không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi. Tiêu Viêm nhún vai, cùng tự ảnh đưa mắt lướt ra ý, Trấn Sơn trong lòng lập tức lột bột một tiếng. Sắc mặt đột nhiên nhất biến, không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ trả lời như vậy, vốn cho là Tiêu Viêm sẽ rất quan tâm đến tin tức của hắn, bất quá nhìn bộ dáng này, Tiêu Viêm chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, "Chờ chút, ta nói, Sa Ma bang chúng ta chẳng qua là một trong những thế lực hạ đẳng giới không ở hư vô hải mà thôi, dựa vào ăn cướp phương chu hạ đẳng giới không mà sống, chúng ta cũng không giết loạn người, chỉ là lấy một chút tài vật mà thôi, đều chỉ là vì sinh tồn, ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta, ta nguyện cho ngươi 200 vạn tiên nguyên khí đan, mà cử hận giữa chúng ta cũng xóa bỏ." như thế nào trấn sơn thấy tiêu viêm cũng không có tính toán ý bỏ qua cho hắn liền lập tức mở miệng nói ra nói một cái điều kiện để tiêu viêm có chút động tâm sẽ không giết loạn người vô tội dạng nói láo này liền không cần nhiều lời hai trăm vạn mua cái đầu chó của ngươi sợ là không đủ tiêu viêm cười lạnh trấn sơn nói bọn hắn không giết loạn người tiêu viêm tự nhiên sẽ không tin tưởng mấy chiếc phương trụ này kiểu dáng khác nhau hiển nhiên cũng là cướp đoạt mà có mà chủ nhân thật sự của nó tự nhiên đã thành vong hồn dưới lưỡi đao của bọn hắn trấn sơn nhìn thấy tiêu viêm bất vi sở động ánh mắt âm trầm xuống hôm nay ngươi nếu dám giết ta như vậy những người ở trên chiếc phương chu này cũng đừng hòng đi ra ngoài, tam tinh đầu tiên tự bạo, đủ để nổ rơi chiếc phương chu này, mạng của các ngươi cũng sẽ lưu tại nơi này, hơn 10 người vì ta chôn cùng, ta cũng không lỗ, Trấn Sơn lạnh giọng mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy, thân thể có chút dừng lại, con mắt hơi híp lại thành một đầu khe hẹp, đôi mắt thâm thúy nhìn nam tử trước mắt này, Trấn Sơn lời nói không giả, cho dù giờ phút này cắt đi đầu của hắn, cũng không thể ngăn cản hắn tự bạo, đám người Tiêu Viêm căn bản không kịp rời đi, thành giao, suy tư nửa ngày về sau, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ra hiệu một chút cho tự ảnh truy thủ của tự ảnh mới chậm rãi từ phía trên yết hầu chấn sơn rời đi chấn sơn lập tức co quắp ngồi dưới đất bàn tay vung lên một viên nạp giới liền bắn về phía tiêu viêm tiêu viêm cảm thụ một chút số lượng tiên nguyên khí đan trong nạp giới mới chậm rãi nhẹ gật đầu đã như vậy chúng ta cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn cừu hận xóa bỏ chúng ta đi thôi tiêu viêm khoát tay áo đối với mọi người chào hỏi một tiếng ba huynh đệ lâm động mắt lộ ra hung quang nhìn chấn sơn ba người bọn họ tự hồ cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho hắn lâm động huynh đừng đặt mình vào nguy hiểm nếu hẳn thật tự bạo chúng ta chỉ sợ sẽ không rời đi được, tiêu viêm đi tới bên người lâm động, thấp giọng mở miệng nói. sau khi nói xong, sát khí trên người ba huynh đệ lâm động mới thu liễm, tiêu viêm bước chân dừng một chút, chậm rãi nghiêng mặt, nhàn nhạt mở miệng, khuyên ngươi đừng có đồ nghịch hoa chiêu gì, ta có thể để ngươi tiến vào huyễn cảnh lần thứ nhất, cũng liền có thể để ngươi tiến vào lần thứ hai. chấn sơn có quắp ngồi dưới đất, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quang cầu, ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt. đợi tiêu viêm nói xong, chấn sơn lập tức cảnh giác đánh giá chung quanh, hung hăng cần răng một cái, nói không chừng giờ phút này vẫn còn trong ảo cảnh đành phải hậm hực thu hồi quang cầu trong tay, đám người tiêu viêm ngồi trên giao long hào, cấp tốc rời đi khỏi sa ma bang phương chu, sa ma bang phương chu đã là rỗng tuếch, chỉ còn lại có một mảnh thi thể, cùng chấn sơn một mình co quắp ngồi ở trong đó, nhìn vô cùng thê thảm, thù này, chấn sơn ta không thể không báo, đợi đám người tiêu viêm rời đi, chấn sơn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng chẳng biết là biệt khuất đến cỡ nào. Rõ ràng thực lực có thể nghiền ép nhưng lại phải ngậm một cái bồ hòn lớn như thế, đám người Tiêu Viêm nhàn nhã về tới phía trên Vô Ý Phương Chu, Tiêu Viêm lấy ra từ 200 vạn tiên nguyên khí đan tịch thu được từ Trấn Sơn, trực tiếp phân ra 100 vạn đưa cho Lâm Động, "Lâm Động huynh, dù sao đều là tiền tham ô, chúng ta liền chia 5 năm đi." Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Không cần đâu Tiêu Viêm huynh, những tiên nguyên khí đan này đều thuộc về huynh, nếu như không phải là huynh nghĩ ra kế này, sợ là chúng ta đều phải cầm ở trong tay người kia." "Huống chi, tại trên thân nữ nhân kia, chúng ta cũng đã thu được mấy chục vạn tiên nguyên khí đan, như vậy là đủ rồi." Lâm Động cười khoát tay áo từ chối Tiêu Viêm, "Lâm Động huynh đã nói như vậy thì ta cũng không khách khí nữa, hiện trong tay ta thật sự rất thiếu tiên nguyên khí đan." Tiêu Viêm cười cười, "Cũng không khách khí nữa." liền đem 200 vạn tiên nguyên khí đan thu nhập vào trong nạp giới, Tiêu Viêm huynh, người này hẳn là cũng chỉ là một đầu mục trong Sa Ma bang mà thôi, lần này tiến về Thiên Tinh thành nhất định phải lưu ý nhiều, Lâm Động dặn dò Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, cái thế lực này đã tồn tại lâu như vậy, hiển nhiên không có khả năng dễ dàng bị Tiêu Viêm tiêu diệt như thế, chỉ sợ tại sau lưng trấn sơn còn có tồn tại càng mạnh hơn, việc đã đến nước này, cừu hận cùng Sa Ma bang đã là bế tắc, Lâm Động huynh cũng phải cẩn thận nhiều hơn, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bọn hẳn bây giờ cũng là nguyên khí đại thương, cho dù muốn tìm chúng ta báo thù, tạm thời là không thể nào. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Lâm Động cũng là chợt nhẹ gật đầu, đúng rồi, chẳng biết Lâm Động huynh đối với Thiên Tinh Thành phải chăng có hiểu biết, ta có chương tinh hải đồ muốn mời Lâm Động huynh chỉ điểm một hai, trong tay Tiêu Viêm mặc dù có tinh hải đồ do Tiêu Vô Thiên cho, dù cũng giới thiệu rất kỹ càng, bất quá tình huống cụ thể Tiêu Viêm cũng không hiểu rõ lắm, có biết một hai, Lâm Động khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lập tức liền kêu Lâm Động ngồi xuống, hai chiếc phương chu tại kinh lịch một chút biến cố về sau, tiếp tục hướng phía Thiên Tinh Thành chậm rãi chạy tới, các ngươi chiếu cố tốt cho Lâm Viêm huynh cùng Lâm Điêu huynh, tiêu viêm đối với mọi người sau lưng nói khiếu chiến vỗ vỗ lâm viêm sưng huynh gọi đệ tựa như là lão hữu đã quen biết thật lâu không chút khách khí tiêu viêm cùng lâm động đi tới bên trong vô ý cát tiêu viêm pha trà xuất ra tinh hải đồ cùng lâm động thương thảo về thiên tinh thành lâm động trong tay quang mang lóe lên cũng là xuất hiện một bộ tinh hải đồ phần tinh hải đồ này là bản đồ về toàn bộ cấu tạo cùng phân bố của thiên tinh thành thiên tinh thành diện tích rất lớn bốn phía có năm cái tinh hải lỗ sâu lên đỉnh đầu còn có một cái tinh hải lỗ sâu lớn nhất, tổng cộng 6 cái tinh hải lỗ sâu đều thông các hướng khác nhau, mà tinh hải lỗ sâu lớn nhất thì là tiến về trung đẳng giới không? Bất quá người bình thường không, được đi vào trung đẳng giới không đâu. Lâm động tại bên trên tinh hải đồ chỉ chỉ, Tiêu Viêm cũng là cẩn thận quan sát, trưởng quản lý tinh hải lỗ sâu là Đấu Thần Liên Minh, cái thế lực này ta biết cũng không nhiều, nhưng ta biết bọn hắn rất mạnh, cơ hồ tất cả giới không đều thụ nó quản hạt, nó có thể tùy tiện khống chế bất kỳ sự tồn vong của một cái giới không nào. Thời điểm Lâm động nói đến Đấu Thần Liên Minh, đôi mắt tiêu viêm co rụt lại lần nữa nghe được danh tự này nó nghe cũng không tà ác bất quá chạm lão lại làm cho tiêu viêm nhất định phải chú ý đến cái đấu thần liên minh này như vậy nói rõ tử thần hư linh tháp cùng đấu thần liên minh có lẽ có liên quan không ít không phải bạn chính là địch thông qua tinh hải lỗ sâu cũng phải bị bọn hắn thu phí tổn tiêu viêm huynh muốn đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu hẳn là phải đi đến hồng mông chi tinh trước tham gia lần thứ nhất khảo hạch lần thứ nhất khảo hạch không dối gặt lâm động huynh vạn giới tranh bá thi đấu ta cũng biết được không nhiều nghe ý tứ của lâm động huynh thì cái vạn giới tranh bá thi đấu còn có mấy lần khảo hạch tiêu viêm tiếp tục mở miệng dò hỏi theo ta được biết vạn giới tranh bá thi đấu chia làm ba lần khảo hạch khảo hạch cần thông qua ba cái ảo cảnh huyễn cảnh đầu tiên người thông qua nhất định phải xếp hạng tại bên trong năm người mới có tư cách tiến vào trận tiếp theo trận thứ hai thông qua cần tại bên trong hai tên trận thứ ba cũng là trận khảo hạch cuối cùng cần phải ở vào trong xếp hạng 800 tên đứng đầu tỷ lệ đào thải phi thường cao chỉ có người thông qua khảo hạch mới có thể tham gia vạn giới tranh bá thi đấu Nghe nói lần này vạn giới tranh bá thi đấu được cử hành, tại bên trong một mảnh vỡ vụn của thượng đẳng giới không? Nếu có thể tại bên trong thượng đẳng giới thu hoạch được một hai tạo hóa, vậy liền cũng có thể có được ích lợi vô cùng." Lâm Động nghiêm túc giải thích cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy về sau cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là khảo hạch thôi mà tỷ lệ đào thải lại kinh khủng như vậy, xác suất thành công ngay cả một nửa đều không có, mỗi một lần tấn cấp đều phải cạnh tranh với hơn phân nửa người, đây là một con số phi thường khủng bố, tham gia vạn giới tranh bá thi đấu có hạn chế về nhân số không?" Tiêu Viêm tiếp tục dò hỏi. Lâm Động suy tư một chút, nhẹ gật đầu, ta nhớ hình như là có, một cái giới không không được vượt qua 20 người, cho nên tại trong ảo cảnh, đại đa số đều là lấy phương thức đoàn đội tác chiến xuất chiến, kể từ đó, đem cạnh tranh kịch liệt hơn, không chỉ là khảo nghiệm một mình năng lực chiến đấu, mà càng khảo nghiệm năng lực hợp tác của đoàn đội, bất quá điểm này, Tiêu Viêm huynh lại làm phi thường tốt, dựa vào đoàn đội chi lực nhẹ nhõm giải quyết được một tên tam tinh đấu tiên cường giả, điểm này cũng là làm ta vô cùng bội phục, Lâm Động nói xong liền đối với Tiêu Viêm ôm quyền nói, thực lực như vậy, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên dù sao không có thực sự tiếp xúc qua người của ngoại giới mặc kệ như thế nào chỉ có chân chính mạnh lên mới có thể không sợ hãi phải nghĩ ra biện pháp để mạnh lên mới được tiêu viêm cười cười lầm động cũng là gật gật đầu bất quá có thể chiến thắng tam tinh đầu tiên chỉ ít có tư cách tham gia vạn giới tranh bá so tài tham gia vạn giới tranh bá thi đấu tuổi tác nhất định phải tại dưới vạn năm bất quá trong đó hắn là có không ít thiên kiêu cụ thể thực lực mạnh nhất có thể đạt tới là gì bây giờ cũng chỉ là ẩn số bất quá chắc hẳn lấy can đảm cùng mưu lược của tiêu viêm huynh tất nhiên sẽ tại cái vạn giới tranh bá thi đấu này mà mở ra thân thủ Trận chiến cùng với chấn sơn kia đã khiến cho Lâm Động tin phục về thực lực của Tiêu Viêm, Tiêu thiếu tiền bối, đây là một chút món điểm tâm do ta vừa làm, các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi. Lúc này, Thiên Ngưng bưng một bàn điểm tâm chậm rãi đi tới, nhẹ nói: "Ha ha, đa tạ Thiên Ngưng." Tiêu Viêm cùng Lâm Động thưởng thức điểm tâm của Thiên Ngưng mặt đều thỏa mãn, mọi người toàn bộ đều ngồi vây quanh, cười cười nói nói. Bầu không khí này khiến Lâm Động có chút ghen tị. "Hảo hảo chiêu đãi Lâm Động huynh, ta đi bế quan." Tiêu Viêm đối với Lâm Động ra hiệu một chút, chào hỏi mọi người, khiếu chiến phi thường nhiệt tình lôi kéo Lâm Động, liền rót một chén rượu ngon tràn đầy đưa cho Lâm Động, "Đại ca, cái rượu này uống ngon thật." Lâm Động bị mọi người kéo xuống, vừa quay đầu, phát hiện Lâm Viêm đã uống say, bưng cốc rượu lớn, còn đang không ngừng đổ vào trong miệng, đến đây Lâm Động huynh, quen biết một trận, "Hôm nay người nhất định phải ăn uống no đủ, chúng ta không say không về." Khiếu Chiến vỗ bả vai Lâm Động, đồ ăn đầy dẫy, Lâm Động lưỡi lôi nhảy lên, có lẽ đã bị món điểm tâm vừa rồi khơi gợi lên cơn thèm ăn, Lâm Động cũng không có cự tuyệt, cùng mọi người không để ý hình tượng ăn uống thả cửa, Tiêu Viêm xếp bằng ở trong phòng tu luyện, đem 100 vạn tiên nguyên khí đan toàn bộ luyện hóa một trăm vạn tiên nguyên khí đan nhìn như khổng lồ nhưng ở tiêu viêm như cái hang không đáy điên cuồng hấp thu chỉ là nửa ngày toàn bộ đã bị hấp thu hoàn toàn sạch sẽ tiêu viêm phun một ngụm bạch khí dài mà thực lực của hắn cũng thình lình tăng lên tới nhất tinh đầu tiên trung kỳ đối với tốc độ tăng lên như vậy tại người khác xem ra đã là cực nhanh tốc độ như vậy không thể được tiêu viêm nói chỗ mi tâm tử thần hư linh tháp lơ lửng mà ra tiêu viêm lại lần nữa tiến vào bên trong bây giờ tiêu viêm bát cấp thiên quyết cũng đã tăng lên tới hóa thiên quyết mạnh nhất trong thời gian ngắn coi như đủ dùng Người muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì cần phải đi vào tầng thứ 5, Trạm lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người Tiêu Viêm nói, "Tầng thứ 5, ta hiện tại có thể tiến vào tầng thứ 5 rồi sao?" Tiêu Viêm kinh hỉ nói, Trạm lão sâu kín nhẹ gật đầu, tiến vào tầng thứ 5 về sau, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm có bốn cánh cửa, màu sắc theo thứ tự là trắng, lục, lam, tím, đây là Tiêu Viêm không hiểu nhìn bốn cánh cửa, tầng thứ 5, tên là thực chiến môn, ở đây, ngươi có thể khiêu chiến với những người ngươi đã từng nhìn thấy qua, mà bốn cánh cửa thì đại biểu cho độ khó màu trắng đơn giản nhất màu tím khó khăn nhất thân ảnh chạm lão chậm rãi xuất hiện tại bên người tiêu viêm nhẹ nói thực chiến môn mỗi người ta từng thấy đều có thể khiêu chiến sao tiêu viêm giật mình tử thần hư linh tháp theo từng tầng từng tầng khai phát cái này đã vượt quá tiêu viêm tưởng tượng so với vô ý phương chu còn muốn vượt mức bá đạo người khiêu chiến tự nhiên là hư cấu bất quá trừ tình cảm ra cùng chân thực không khác mà bốn cánh cửa này phân biệt một người từ yếu đến mạnh cửa màu trắng thì là dễ dàng màu lục thì là có ý thức chủ quan màu lam thì là có sách lược mà tử sắc thì là hội tụ tất cả có ý thức có sách lược còn có hoàn toàn kích phát tự thân toàn bộ tiềm lực trạm lão bay tới bay lui chậm rãi giải thích nói tiêu viêm khẽ cho mày cái thực chiến môn này mặc dù có thể gia tăng năng lực thực chiến nhưng tựa hồ đối với thực lực bản thân tu luyện cũng không có quá lớn hiệu quả nếu là như thế này tiêu viêm cũng không nguyện ý đem thời gian dài dùng nó trạm lão nhìn tiêu viêm có chút biểu tình thất vọng thì là mỉm cười tiếp tục nói ra thực chiến môn không chỉ có thể tăng cường năng lực thực chiến của ngươi tại trong thực chiến môn, nếu ngươi cùng người có cùng cấp bậc chiến đấu chiến thẳng, thì sẽ có được phần thưởng làm ngươi hài lòng, mà màu sắc đẳng cấp càng cao, khiêu chiến chiến thẳng về sau ban thưởng cũng liền càng phong phú. Nếu ngươi vận dụng thích hợp, dựa vào tầng thứ 5, không nói cùng cấp bậc, tiếp theo vượt giai chiến đấu đối với ngươi mà nói đều không có vấn đề, khiêu chiến thắng còn có ban thưởng, Tiêu Viêm có chút khó tin nói, đương nhiên, Trạm lão gật gật đầu, dù cho là ngài, ta cũng có thể khiêu chiến sao? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Trạm lão, thực lực của Trạm lão trung quy là cái mê, Tiêu Viêm cũng rất muốn biết được Trạm lão đến tột cùng có loại thực lực nào, trừ ta ra, những người ngươi từng gặp đều có thể khiêu chiến. Chạm lão trần chờ một chút mới mở miệng nói ra, vì sao? Tiêu viêm tiếp tục truy vấn nói, nếu muốn biết càng nhiều thông tin liên quan tới tử thần hư linh tháp, cũng chỉ có thể từ trên thân chạm lão mà thôi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ta cũng không tính là người. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải, với cấp độ hiện tại của ngươi, ta chỉ cần hỉ mũi một cái là đủ đẻ bẹt người rồi, ở đó mà nằm mơ khiêu chiến ta, chạm lão đối mặt với tiêu viêm chất vấn, suy tư một chút mới chậm rãi nói, tiêu viêm nghe vậy đành phải trợn trắng mắt, chạm lão nói lời này chính là rõ ràng xem thường tiêu viêm. Trạm lão cũng là bất đắc dĩ nhún vai, thật giống như đang nói với Tiêu Viêm, đây chính là sự thật, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục truy vấn Trạm lão nữa, Trạm lão rất cường đại, bây giờ hắn đạt tới đấu tiên mới chỉ có thể tiến vào Tử Thần Hư Linh, tháp tầng thứ 5, trong khi tổng cộng có 22 tầng, Tiêu Viêm nhìn bốn cánh cửa suy tư, sau một lát, đôi mắt của hắn tinh mang lóe lên, đây chẳng phải là, ta thậm chí có thể trước thời hạn biết được toàn bộ chiêu số cùng phương pháp đối chiến của đối thủ sao? Tiêu Viêm trong lòng giật mình điểm này liền phi thường khủng bố như vậy tại sao này trong chiến đấu chân chính tiêu viêm tự nhiên là chiếm hết thượng phong trạm lão không thể phủ nhận nhẹ gật đầu tử thần hư linh tháp quả nhiên là khủng bố đương nhiên tử thần hư linh tháp là căn cứ vào thực lực của ngươi mà đến nếu thực lực quá cao cho dù tử thần hư linh tháp có thể hư cấu mà ra ngươi cũng không có thực lực mở ra thực chiến môn trạm lão nhìn tiêu viêm hưng phấn lắc đầu rất là bất đắc dĩ bất quá dù vậy đã là đầy đủ nếu thật sự gặp được đối thủ cường đại đến mức tiêu viêm hoàn toàn không cách nào đối kháng, vậy cũng chỉ có thể chuồn mất. Ha ha, thế mà thần kỳ như vậy, vậy liền đến thử một lần thôi. Tiêu viêm cười to nói, mà quyền sát trưởng, đã vội vã không nhịn nổi. Người muốn khiêu chiến ai, chạm lão nhìn bộ dáng gấp gáp của tiêu viêm dò hỏi. Đúng vậy, đây là một vấn đề, ta thấy cường đại nhất hẳn là có vị tiền bối thiên tàng vương, không bằng, tiêu viêm nhớ lại nói. Chạm lão trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi khẩu vị cũng không nhỏ, thiên tàng vương, lấy thực lực của ngươi hôm nay, ngay cả cửa trắng ngươi cũng mở không ra đâu, ngươi đây cũng không phải là tại vượt giai chiến đấu, ngươi là tại khiêu chiến thần minh, Trạm lão châm chọc nói, Tiêu Viêm nhếch miệng, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi, ta lại không có tính toán thật muốn khiêu chiến bọn hắn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, vậy khiêu chiến ai thì tốt đây? Tiêu Viêm nhớ lại những người mà hắn đã từng gặp qua, bây giờ chỉ có Lâm Động cùng thực lực của hắn là gần nhất, cũng tính là cái lựa chọn tốt, nghĩ không ra sao, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm lựa chọn khó khăn, chậm rãi mở miệng nói ra, muốn chiến thắng người khác, không bằng chiến thắng bản thân trước. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm, mỉm cười nói, chính ta cũng có thể khiêu chiến sao? Tiêu Viêm thoáng có chút kinh dị, Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới qua, ngay cả mình cũng có thể khiêu chiến, đương nhiên có thể, muốn chiến thẳng tự thân cũng là một cái chuyện khó khăn, Trạm lão gật gật đầu, hồi đáp, tốt, vậy chiến thắng bản thân trước đi, Tiêu Viêm thần sắc cứng lại, hướng phía bốn cánh cửa đi đến, nhìn xem bốn cánh cửa phân biệt trắng, lục, lam, tím, Tiêu Viêm lại lâm vào do dự, khiêu chiến cửa trắng tựa hồ lại quá đơn giản suy tư một chút tiêu viêm trực tiếp đi tới cánh cửa tím tiêu viêm khiêu chiến tiêu viêm tiêu viêm đứng tại trước cửa tím trầm giọng mở miệng cửa tím bắn ra quang mang chói mắt mà cửa tím dần dần trở nên trong suốt tại phía sau nó một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ nửa ngày về sau lại thật xuất hiện một thân ảnh cùng tiêu tiêu viêm nhìn tiêu viêm sau cảnh cửa tiêu viêm này đang chậm rãi ngẩng đầu lên trong viêm giống nhau như đúc tiêu viêm đang chuẩn bị đưa tay đi mở cửa phòng chạm lão lên tiếng lần nữa quên một chuyện ngươi khiêu chiến mặc dù là hư cấu nhưng nếu người chiến bại tuy không có trí tử nhưng cũng sẽ thụ tổn thương là chân thật thụ thương chạm lão dặn dò như thế có chút tàn khốc nếu bị chính mình đánh bại vậy thật đúng là một chuyện cười tiêu viêm nhẹ gật đầu chậm rãi đẩy ra cửa tím đây là ma thú sơn mạch tiêu viêm nhìn bốn phía mặc dù thời gian qua đi hồi lâu nơi này hết thảy đều bảo lưu lấy bộ dáng trong trí nhớ của tiêu viêm thời điểm tiêu viêm còn đang suy tư chính là cảm giác được một luồng kình phong tốc thẳng vào mặt, một thân ảnh chẳng biết từ đâu mà đến, một trường xé rách không khí hướng hắn đánh tới, đại thiên tạo hóa trưởng, tiêu viêm cùng tiêu viêm hư cấu cùng thi triển ra đại thiên tạo hóa trưởng, đánh vào cùng một chỗ, hai đạo đại thiên tạo hóa trưởng đối với kháng lại với nhau, đại thiên tạo hóa trưởng do tiêu viêm hư cấu thi triển nháy mắt băng tán, mà tiêu viêm hư cấu cũng là biến mất ngay tại chỗ, tiêu viêm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, oanh, tiêu viêm phần lưng bị đau, thân hình lập tức bản ngược đi, hóa thành một đường vòng cung liên tục đụng gãy chừng trăm cây cối tráng kiện về sau mới chậm rãi ngừng lại tiêu viêm trong đôi mắt khiếp sợ không gì sánh nổi cái tiêu viêm hư cấu này có cảm giác tốc độ so với hắn tự thân còn nhanh hơn nhiều khiêu chiến thất bại một đạo thanh âm không linh chậm rãi vang lên bốn phía chàng cảnh lập tức từ từ tiêu tán chỉ còn lại tiêu viêm chật vật ngồi dưới đất tràng cảnh quanh mình lần nữa khôi phục đến tử thần hư linh tháp bốn đạo cửa phòng trạm lão còn ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn tiêu viêm chật vật loại vẻ mặt này theo tiêu viêm đó chính là mỉa mai Tiêu Viêm mặt mo đỏ ửng, ho hai tiếng đứng dậy, vỗ vỗ nếp uốn quần áo, tựa như là đánh không lại, Tiêu Viêm cũng có chút xấu hổ, bản thân ở bên trong cửa tím so với hắn còn mạnh hơn cả tưởng tượng, chỉ một chiêu liền đem hắn đánh bại, rất khó tưởng tượng chỉ là một người hư cấu làm ra, ngươi dám khiêu chiến bản thân, là chuyện tốt, bất quá ngươi muốn khiêu chiến chính mình bên trong cửa tím, ta thấy ngươi vẫn là nên bắt đầu từ cửa trắng đi, chỉ sợ ở cửa trắng ngươi khiêu chiến cũng rất khó khăn, Trạm lão sâu kín nói, Tiêu Viêm giờ phút này không phản bác Trạm lão nữa, quy định khiêu chiến rất nghiêm ngặt, hoặc là tất sát người hư cấu, nếu bị người hư cấu làm trọng thương thì coi là khiêu chiến thất bại. Tiêu Viêm nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa đứng dậy, ha ha, đúng là có chút xấu hổ. Đã như vậy, liền từ cửa trắng bắt đầu đi, Tiêu Viêm cười cười xấu hổ. Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đi tới trước cánh cửa màu trắng mở miệng nói, cánh cửa trắng dần dần trở nên trong suốt, tại đằng sau cánh cửa trắng lại xuất hiện một Tiêu Viêm khác, dù là của trắng, nhưng Tiêu Viêm vẫn đánh không lại, vẫn giống như lần trước, khiêu chiến thất bại. Tiêu Viêm không cam lòng. Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm, khiêu chiến thất bại. Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm Khiêu chiến thất bại, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm vẫn là thất bại như thế, cho tới một ngày, cuối cùng đã thắng rồi, Tiêu Viêm chậm chậm mở miệng, nhìn Tiêu Viêm, hư cấu chậm rãi tiêu tán, mặc dù bản thân cũng thụ một chút tổn thương, bất quá nên tính là khiêu chiến thông qua đi, khiêu chiến thắng lợi, bên trong tháp tầng, thanh âm như máy móc vang lên, Tiêu Viêm thụ thương sẽ phán định là thất bại, bất quá đúng thời điểm ấy Tiêu Viêm cũng đã thay đổi cục diện, đem kỳ phản giết, do dự một chút, vẫn là tính cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hư cấu đã tán đi, cuối cùng hóa thành một giọt nước óng ánh sáng long lanh lơ lửng đứng tại trước mặt tiêu viêm, đây là, tiêu viêm nhìn giọt nước tán phát ra quang mang, có chút không hiểu, bất quá có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó, cỗ lực lượng này không thuộc về tiên nguyên khí, phảng phất so với tiên nguyên khí càng thêm tinh thuần. Đây là phần thưởng chiến thắng của ngươi, chạm lão mỉm cười, tiêu viêm mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng về sau vẫn là khiêu chiến chính mình thành công, mặc dù chỉ là cửa trắng, bất quá cũng coi là đã bước được bước đi đầu tiên, tiêu viêm nghe vậy về sau, trong đôi mắt tách ra tinh mang, tiêu viêm chậm rãi xòe bàn tay ra, chợt giọt nước lơ lửng tại trong lòng bàn tay tiêu viêm mà nguyên bản giọt nước trong suốt cũng bắt đầu cấp tốc thay đổi, hóa thành đồng đậm tiên nguyên khí, lại còn có thể chuyển đổi thành tiên nguyên khí, Tiêu Viêm nhìn phần thưởng này, đích thật là vượt qua mong muốn của hắn, phần tiên nguyên khí này so với tiên nguyên khí đan càng thêm tinh thuần, Tiêu Viêm không do dự, trực tiếp hút vào trong miệng, tiên nguyên khí lập tức hòa tan vào thể nội, hấp thu ba kỳ vật đều không có tiến triển tiên chi khí xoáy, hấp thu giọt tinh thuần tiên nguyên khí này, về sau thì Tiêu Viêm cảm nhận được có rõ ràng tăng lên, vẻn vẹn chỉ là một giọt, đã đạt đến phi thường khách quan hiệu quả, đây chỉ là phần thưởng của cửa trắng, nếu là cửa lục hoặc là cửa lam chiến thắng về sau, ban thưởng tất nhiên sẽ càng nhiều, như vậy, nói không chừng có thể mượn đột phá này đến nhị tinh đấu tiên, Tiêu Viêm trong lòng nhất thì con đường tu luyện dừng bước không tiến, khiến trong lòng của hắn không khỏi sốt ruột, mà Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 5 thực chiến môn, trùng hợp giải quyết vấn đề này, lặp lại khiêu chiến là không có ban thưởng, khiêu chiến với người có thực lực thấp hơn ngươi, cũng sẽ không có ban thưởng, cho nên ngươi muốn thực lực đạt được tiến bộ, liền phải đi khiêu chiến với đối thủ mạnh hơn mình. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhắc nhở Tiêu Viêm Tiêu viêm nghe vậy gật gật đầu, tiếp theo liền khiêu chiến cửa lục, phần thưởng chiến thắng ở cửa trắng đã lập tức khơi dậy nhiệt huyết của tiêu viêm dạng khiêu chiến này kéo dài không biết bao lâu tiêu viêm tại cửa lục đều bị vây hồi lâu không ngừng nếm thử thất bại tiêu viêm một lần một lần đột phá đến cực hạn của mình nhưng tiêu viêm hư cấu ở cánh cửa này cũng là càng phát ra cường hãn trải qua mấy chục lần chiến đấu tiêu viêm mặc dù còn chưa có lấy được thắng lợi nhưng tại kinh lịch vô số với chiến đấu cường độ cao đã giúp cho tiêu viêm tự thân lực lượng khống chế cũng là càng phát thuần thục lần khiêu chiến thứ ba mươi bảy thắng lợi lần này còn báo ra tổng số lần khiêu chiến của tiêu viêm tiêu viêm hư cấu hóa thành điểm sáng chậm rãi tán đi bốn phía tràng cảnh cũng là một lần nữa về tới tử thần hư linh tháp theo quang mang tán đi cuối cùng tại trước mặt tiêu viêm ngưng tụ ra ba giọt linh dịch nhìn ba giọt linh dịch này trên mặt tiêu viêm lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn khiêu chiến 37 lần thất bại 36 lần quá trình mặc dù vất vả bất quá thu hoạch cũng coi là siêu giá trị tiêu viêm đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống cũng không có lập tức đi đụng vào linh dịch bởi vì tiêu viêm từ trước đã có một cái phỏng đoán liệu linh dịch này có thể hóa thành các loại năng lực hay không tiêu viêm hiện tại liền muốn đi thử kiểm chứng suy đoán này của mình Tiêu Viêm đầu tiên là dùng ngón tay sở đụng một cái linh dịch, linh dịch chớp mắt hóa thành nồng đậm tiên nguyên khí, để nó hóa thành linh hồn chi lực thử một lần. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, ở trước mặt của hắn bỗng một linh hồn chi lực liền ngưng tụ thành một cái hình ngón tay, nhằm ngay giọt linh dịch thứ hai nhẹ nhàng điểm một cái, Tiêu Viêm con mắt chăm chú lên, linh dịch quang mang lóe lên, Tiêu Viêm thấy thế trong lòng nhất hỉ, không ngoài dự kiến giọt linh dịch này thật hóa thành linh hồn chi lực có thể cung cấp cho linh hồn chi lực lấy loại phương thức này hấp thu tiêu viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linh dịch có thể hóa thành tiên nguyên khí cùng linh hồn chi lực hấp thu tiêu viêm trong lòng lập tức có một cái ý nghĩ to gan hơn tiêu viêm khoát tay một sợi thiên hỏa tại trong lòng bàn tay bay lên thật là một tiểu tử to gan chạm lão ở một bên nhìn tiêu viêm lúc này cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng nguyên bản hắn nghĩ nếu không có hắn đề điểm Tiêu viêm tất nhiên sẽ không phát hiện linh dịch có thể chuyển hóa thành các loại năng lượng. Bất quá hiển nhiên, sự to gan của tiêu viêm nằm xa ngoài dự đoán của trạm lão. Thiên hỏa tới gần linh dịch, tiêu viêm cũng là có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Tại trong chớp mắt thiên hỏa tiếp xúc đến linh dịch kia, toàn bộ linh dịch chớp mắt hóa thành một giọt nước hỏa hồng, ẩn chứa trong đó thuộc tính năng lượng hỏa, khiến tiêu viêm mừng rỡ không thôi. ngọa tào thật sự đúng. Tiêu Viêm nhịn không được cười mắng một tiếng, hẳn nguyên bản ôm thử một lần tâm thái, lại không nghĩ rằng thật thành công. Tiêu Viêm lúc này hưng phấn nhìn về phía Trạm lão, tựa hồ tại trước mặt Trạm lão khoe khoang, Trạm lão cũng là nhịn không được nhíu mày. Cái này cũng bị ngươi phát hiện, vốn đang dự định để ngươi đến văn cầu ta, ha ha, như thế nào, phần thưởng sau khiêu chiến chiến thắng coi như hài lòng chứ? Trạm lão cười nói, Tiêu Viêm liếc Trạm lão một cái, trong lòng không khỏi thầm mắng, có phải tất cả lão đầu đều ý vào chính mình kiến thức rộng biết nhiều liền thích chuyên môn trêu cợt người khác trước kia bị dược lão trêu cợt hiện tại lại bị chạm lão trêu cợt bất quá nhìn trước mắt ba giọt linh dịch hóa thành các năng lượng khác biệt khiến cho tiêu viêm cũng tạm thời không đi so đo tự nhiên cũng là không để ý đến chạm lão trêu cợt nữa coi như không tệ tiêu viêm gật đầu cười chạm lão nghe vậy bộ mặt biểu lộ cũng là không khỏi co lại nhìn bộ dáng của tiêu viêm chạm lão hận không thể cho tiểu tử này một bàn tay khụ khụ vậy ngươi vẫn là tự đi thăm dò đi ta cứ như vậy lắng lặng nhìn chạm lão nói xong liền quay người lại có vẻ như thật không có ý định để ý tới tiêu viêm cụ cụ, lão sư, ta không phải ý tứ kia, ta thật phi thường hài lòng, còn muốn đa tạ ngài chỉ điểm. Tiêu viêm lập tức thay đổi biểu tình, cười hắc hắc, chạy tới trước mặt chạm lão một mặt bồi tiếu, chạm lão phủi một chút, tiêu viêm hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết gọi lão sư ta rồi sao? sợ trong lòng ngươi sớm đã mắng ta là lão già chết tiệt. Chạm lão hừ lạnh nói, tiêu viêm nghe vậy tức xạ mặt lại, lại lần nữa cười làm lành nói, ta nào dám, lão sư là mạnh nhất, nếu không có lão sư ta tất nhiên không có khả năng khiêu chiến thắng lợi, càng không khả năng lấy được phần thưởng. Ta đây hết thảy đều là nhờ công lao của lão sư. Tiêu Viêm tiếp lấy lại là một phen a du nịnh hót, ừm, nhận sai thái độ còn tính là không sai. đã như vậy, ta liền lại để điểm ngươi một chút đi. Trạm Lão trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chợt chính là dẫn Tiêu Viêm đi tới công pháp tầng. Trạm Lão khoát tay, hai đạo lưu quang ngừng lưu tại trong tay của hắn, bỗng có hai chi ngọc giản xuất hiện tại trong tàu lão. Lão sư, đây chẳng lẽ là công pháp cao cấp hơn? Tiêu Viêm nhìn hai cái ngọc giản trong tay Trạm Lão, lập tức đoán được nó nhất định là không đơn giản trạm lão cũng hơi hơi nhẹ gật đầu tiêu viêm cao hứng kém chút nhảy dựng lên bát cấp thiên quyết đã tiến hóa đến đẳng cấp cao nhất theo lấy thực lực tăng lên cũng nhất định phải có công pháp càng mạnh hơn mới được bát cấp thiên quyết tiến hóa đến hóa thiên quyết cũng chỉ là đạt đến thế giai công pháp mà thôi tiêu viêm cần một bộ thánh giai hay là công pháp đẳng cấp cao hơn mới được bát cấp thiên quyết tiến hóa đến hóa thiên quyết cũng chỉ là đạt đến thế giai công pháp mà thôi tiêu viêm cần một bộ thánh giai hay là công pháp đẳng cấp cao hơn mới được nơi này có hai quyển công pháp trạm lão mỗi tay cầm một cái xem ra là muốn để tiêu viêm lựa chọn ta chỉ có thể lựa chọn một cái công pháp trong đó thôi sao tiêu viêm tả hữu đánh giá ngọc giản trong tay chạm lão dò hỏi chạm lão có chút nhẹ gật đầu hai cái ngọc giản này khác nhau ở chỗ nào sao vậy lão sư tiêu viêm tiếp tục dò hỏi ánh mắt chạm lão càng nhiều hơn đặt ở ngọc giản bên tay phải ta chọn cái bên phải đi lão sư tiêu viêm tự nhiên là phát giác ánh mắt chạm lão dị dạng chạm lão nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh dị hắn còn chưa hề nói cái gì bất quá nét mặt của hắn giống như đã nói cho tiêu viêm rồi cuốn công pháp này tên là tử thần hư linh quyết tên như ý nghĩa cùng tử thần hư linh tháp hỗ trợ lẫn nhau bất quá cái quyển công pháp này tu luyện phi thường khó khăn chú ý không phải khó khăn mà là phi thường khó khăn tại bên tay trái của ta là một quyển vực giai công pháp đối với ngươi mà nói đã là đủ mà một khi tu luyện tử thần hư linh quyết ngươi liền không có đường quay về cho nên hy vọng ngươi thận trọng quyết định chạm lão chăm chú nhìn tiêu viêm chậm rãi nói lão sư ngươi còn không hiểu rõ ta sao cái càng khó thì sẽ càng đạt được nhiều lực lượng ta đương nhiên lựa chọn tử thần hư linh quyết tiêu viêm chỉ vào tay phải chạm lão trên mặt dương tràn ra nụ cười tự tin tiểu tử ngươi quyết đoán vẫn luôn là thứ khiến ta thưởng thức nhất xem ra hết thảy tất cả đều là chú định trạm lão nhìn tiêu viêm trong đôi mắt là lộ ra tán thưởng sau khi nói xong trạm lão tay phải nhẹ nhàng ném đi đem tử thần hư linh quyết ném cho tiêu viêm tử thần hư linh quyết sẽ hoàn toàn dung hợp với bát cấp thiên quyết của ngươi cũng chính là bởi vì bát cấp thiên quyết mới có tư cách tu luyện tử thần hư linh quyết mà lại muốn đem bát cấp thiên quyết tu luyện tới hóa thiên quyết mới có tư cách bất quá ngươi đã làm được tử thần hư linh quyết cũng như bát cấp thiên quyết theo thực lực của ngươi tăng lên cũng có thể tiến hóa Trạm lão chậm rãi giải thích, Tiêu Viêm cầm Tử Thần Hư Linh Quyết ngọc giản, đôi mắt lộ ra tinh mang, Tử Thần Hư Linh Quyết cũng có thể tiến hóa, điều kiện tiến hóa là cái gì? Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ, Bát cấp Thiên Quyết là hấp thu ba kỳ vật để tiến hóa, mà bây giờ Tiêu Viêm đã đột phá đến đấu tiên, lực lượng ba kỳ vật hiển nhiên đã không còn thần kỳ như vậy nữa, chuẩn xác mà nói, là Bát cấp Thiên Quyết tiến hóa thành Tử Thần Hư Linh Quyết, tiến hóa thành Tử Thần Hư Linh Quyết về sau, chính là đạt đến vực giai công pháp, mà tăng lên chính là giới giai, tăng lên tới giới giai điều kiện phi thường hà khắc, ngươi cần phải lấy được ba cái Hỏa Diễm chi tâm Trạm lão lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, Hỏa Diễm Chi Tâm, nơi nào có thể tìm được? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, nghe nói danh tự chính là biết được, đây là sự tình không đơn giản, Hỏa Diễm Chi Tâm, bình thường tồn tại ở giữa trung đẳng giới không? Có khả năng tồn tại ở hư vô hải, cũng có khả năng xuất hiện tại cái thần tích nào đó, Hỏa Diễm Chi Tâm, chính là hỏa chi bản nguyên, người đại đạo là lừa, như vậy tử thần hư linh quyết sẽ căn cứ đại đạo của người tạo thành điều kiện tiến hóa, Hỏa Diễm Chi Tâm đầu nguồn chẳng biết từ đâu mà lên cũng không biết muốn đi đâu tìm kiếm, cho nên tìm kiếm phi thường khó khăn, nhưng ngươi phải đi tìm kiếm, bởi vì chỉ có tiến hóa tử thần hư linh quyết, ngươi mới có thể tiến vào phía sau tử thần hư linh quyết, Trạm lão nói, từ khẩu khí của hắn cũng là có thể cảm nhận được, muốn thu hoạch được ba cái hỏa diễm chi tâm, là một chuyện gần như không có khả năng hoàn thành, tại bên trong 3000 giới không rộng lớn, hỏa diễm chi tâm cũng chỉ có 9 cái, ngươi phải đi thu hoạch được ba cái đó, nó có khả năng bị người khác chiếm hữu, cũng có khả năng chưa bị phát hiện, mọi khả năng, người bình thường muốn tìm được hỏa diễm chi tâm, đó là một chuyện cơ hồ là không thể nào, cái này không chỉ cần có kỳ ngộ, còn cần tự thân có được hỏa diễm chi tâm lực lượng để thu hoạch, mà tử thần hư linh tháp sẽ mang ngươi tìm tới hỏa diễm chi tâm, tử thần hư linh quyết sẽ để cho ngươi đạt được hỏa diễm chi tâm lực lượng, chín cái hỏa diễm chi tâm, chỉ cần thu hoạch được ba cái là được, nghe Trạm lão nói xong, Tiêu Viêm một mặt chất phác, cái khái niệm này thật như Trạm lão nói, là vô cùng vô cùng khó khăn, toàn bộ 3000 giới không, chỉ có chín cái hỏa diễm chi tâm, mà Tiêu Viêm cần muốn lấy được ba cái hỏa diễm chi tâm, mới có thể tiến hóa tử thần hư linh quyết, nếu tìm được Hỏa Diễm Chi Tâm không có chủ nhân thì còn dễ nói, nếu tìm được Hỏa Diễm Chi Tâm đã có chủ nhân, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể giết người cướp của, bất quá người có được Hỏa Diễm Chi Tâm, sao lại có thể là người bình thường, nói tóm lại, chỉ ít hiện tại xem ra, hy vọng xa vời, nếu như ngươi cảm giác quá mức khó khăn, không cách nào thực hiện, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, hiện tại từ bỏ còn kịp đấy, Trạm lão nhìn Tiêu Viêm do dự liền dò hỏi: Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù nghe ngươi nói có vẻ rất khó khăn, nhưng từ bỏ là không thể nào, ta chỉ là muốn biết, Tử Thần Hư Linh Tháp như thế nào mang ta đi tìm tới Hỏa Diễm Chi Tâm. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn Trạm lão, nói nghiêm túc, vốn cho rằng Tiêu Viêm một mặt suy nghĩ sâu xa là muốn từ bỏ, bất quá xem ra Tiêu Viêm là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt được vấn đề. Trạm lão chợt cười một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, một cái phiên bản thu nhỏ của Tử Thần Hư Linh tháp liền xuất hiện tại trong tay của trạm lão bàn tay vừa nhấp trên đỉnh của tử thần hư linh tháp liền bắn ra một đạo quang mang bốn phía trở nên đen kịt một màu chợt chính là xuất hiện vô số lấm ta lấm tấm tiêu viêm thấy nó lập tức nhận ra được đây là địa đồ của ba giới không tại hư vô hải tiêu viêm kinh ngạc đến tinh hải đồ trong tay hắn chẳng qua là tiêu vô thiên cho hẳn một bộ phận tinh hải đồ mà thôi mà thứ trước mắt đã không phải là tinh hải đồ phẳng phất chính là cả phiến hư vô hải phiên bản thu nhỏ giống như đưa thân vào bên trong cái phiến hư vô hải tất cả giới không đều phi thường trực quan triển hiện tại trước mắt tiêu viêm thời điểm tiêu viêm thân thể chuyển động hư vô hải cũng theo hẳn mà động tiêu viêm suy nghĩ khẽ động chính là có thể co lại thả rút ngắn so với cái mặt phẳng tinh hải đồ chẳng biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần tại bên trong tinh hải đồ tiêu viêm nhìn thấy chín đạo hỏa hồng sắc tinh mang bắn ra quang mang bỏng mắt chín đạo hỏa mang tồn tại ở các nơi khác nhau trong hư vô hải tiêu viêm nhìn chín đạo hỏa mang trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chạm lão những hào quang màu đỏ rực này chính là hỏa diễm chi tinh sao tiêu viêm dò hỏi đúng tử thần hư linh tháp có thể cho ngươi thấy toàn cảnh của phiến hư vô hải mà những hỏa mang này cũng chính là nơi ở của hỏa diễm chi tâm đối với ngươi mà nói cái phiến hư vô hải này ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả coi như ngươi biết vị trí cụ thể cũng rất khó tìm được chạm lão nhẹ gật đầu tiếp tục nói tiêu viêm nghiên cứu cẩn thận cái hư vô hải này nhìn vô số điểm sáng giới không tiêu viêm rốt cuộc tìm được một điểm sáng tiêu viêm vung tay lên chính là lại lần nữa phóng đại điểm sáng trong bàn tay tiêu viêm chậm rãi di chuyển về phía trước đây chính là vị trí của vô ý phương chu mà cái điểm sáng này thực tế biểu hiện không phải vị trí của vô ủy phương chu mà là của tử thần hư linh tháp hiện tại phần tinh hải đồ này chỉ là tiêu ký vị trí của giới không mà về phần những địa danh này là dạng giới không gì đều không có ghi lại cần ngươi chậm rãi đi hoàn thiện nó mới được trạm lão nói tiếp tiêu viêm nghe vậy chính là tức xạ dạ mặt lại bên trong hư vô hải trừ giới không ra còn có rất rất nhiều khu vực không biết rõ tiêu viêm còn phải đi ghi chép từng cái cái này muốn chơi chết người ta còn phải ghi chép từng cái sao ngài không có nói đùa chứ tiêu viêm cả kinh nói thế thì cũng không cần, hư vô hải tuy nói là đều thuộc về hư vô, nhưng vẫn có khu vực phân chia, ngươi hiện tại cần đi đến thiên tinh thành trước, nó chính là trung tâm của phiến khu vực này, hẳn là có thể ở trong đó thu hoạch được tin tức cơ bản về phiến khu vực này, bất quá có thể đạt được hay không liền xem bản lĩnh của ngươi, tài liệu cặn kẽ liên quan tới một phiến khu vực cũng không có công bố ra, mà đều nằm giữ tại trong tay đấu thần liên minh, nhưng người hạ đẳng giới không, hẳn là đều có thể dùng tiên nguyên khí đan đổi lấy, chạm lão giải thích cho tiêu viêm. Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, thật sự có chút sợ hãi cần Tiêu Viêm từng bước từng bước đi ghi chép những khu vực này, vậy đơn giản là một cái chuyện phi thường dường già lại phức tạp, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn vị trí của vô úy Phương Chu bây giờ, khoảng cách đến Thiên Tinh Thành chỉ như một cái bàn tay, lại là phải bay mấy chục năm mới có thể đến. Ai? Nếu khoảng cách thật giống nhìn qua như vậy thì tốt. Tiêu Viêm thở dài một hơi, phần lớn thời giờ đều tốn hao tại dọc đường, đích thật là có chút phiền phức chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới tình trạng nhất định, có thể thi triển ra phương chu chống không, mấy năm liền có thể đến thiên tinh thành. Bất quá hiển nhiên, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ có thể dựa vào tiên nguyên khí đan miễn cưỡng vận dụng tinh chỉ mà thôi, từ từ sẽ đến đi. Khoảng thời gian này cũng là thời cơ tuyệt hảo để ngươi tăng thực lực lên. Ngươi muốn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, thực lực của ngươi liền nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Nắm chặt thời gian đi tiểu tử, mau đem tử thần hư linh quyết học tập, thực chiến môn cũng là con đường tắt để ngươi tăng thực lực lên nhanh nhất bây giờ. Trạm lão chậm rãi nói, tiêu viêm cũng là gật gật đầu, tinh hải từ từ tiêu tán, Tiêu Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, chính là có thể tùy thời điều tra tinh hải. Tiêu Viêm một lần nữa về tới tầng thứ 5 thực chiến môn, trước đó khiêu chiến cửa lục chiến thắng được 3 giọt linh dịch, Tiêu Viêm còn chưa hấp thu, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị trước đem 3 giọt linh dịch thuộc tính khác nhau hấp thu, tiên nguyên khí linh dịch Tiêu Viêm nuốt vào trong bụng, nồng đậm tiên nguyên khí một lần nữa để Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng tăng lên, mặc dù tăng lên không phải rất nhiều, nhưng loại tăng lên này đã để Tiêu Viêm rất là thỏa mãn, dù sao so với trước đó chỉ trệ không tiến, cái này đã là phi thường không tệ, cần nhiều hơn một chút linh dịch, hắn là có thể đột phá đến nhất tinh đấu tiên hậu kỳ. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, liền tự nhủ, chợt đem ánh mắt nhìn về phía hai giọt linh dịch còn lại, một giọt là linh hồn chi lực, một giọt là hỏa hồng linh dịch, hai giọt linh dịch đều tản ra năng lượng khác biệt, khiến Tiêu Viêm có chút hưng phấn. Tiêu Viêm đầu tiên là đem linh dịch thuộc tính linh hồn chi lực nuốt vào, một loại linh hồn chi lực hùng hồn tản ra, tư dưỡng linh hồn tiêu viêm đột phá đến thánh cảnh linh hồn chi lực về sau tiêu viêm đã nhiều ngày không có tu luyện linh hồn chi lực nuốt vào linh dịch về sau liền đem thánh cảnh linh hồn chi lực của tiêu viêm củng cố một phen tiêu viêm nhìn giọt linh dịch hỏa hồng sắc cuối cùng đem nuốt vào trong bụng phần bụng chợt cảm thấy một trận cảm giác hỏa thiêu một lát sau thể nội thiên hỏa chính là táo bạo cũng không phải là cuồng bạo mà là điên cuồng hút lấy năng lượng linh dịch sinh ra táo bạo tiêu viêm rõ ràng cảm giác được thiên hỏa trong thể nội trở nên mạnh hơn một chút ha ha đây cũng là linh dược tuyệt hảo khôi phục thiên hỏa tiêu viêm cười to nói trước mắt tiêu viêm biết được linh dịch này có thể hóa thành tiên nguyên khí linh hồn chi lực cùng thiên hỏa chi lực ba loại sức mạnh đều có thể có được tăng cường cũng có thể trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng thực lực không có bất kỳ đan dược nào có thể có tốc độ khôi phục thần tốc như linh dịch này bất quá vẫn là thử tu luyện tử thần hư linh quyết một chút trước đi tiêu viêm lấy ra ngọc giản tử thần hư linh quyết bàn tay tiêu viêm có chút dùng sức đem ngọc giản bóp nát ngọc giản nổ tung hóa thành tinh mang sau đó liền tràn vào trong óc tiêu viêm tiêu viêm nhíu chặt lông mày chậm rãi thả lỏng thụ ấn ở trước ngực biến ảo tu luyện tử thần hư linh quyết về sau thực lực tiêu viêm lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ hắn đứng dậy lần này đi tới trước cánh cửa màu lam không có ngoài ý muốn tiêu viêm tiếp tục khiêu chiến chính mình theo tiêu viêm mạnh lên mà tiêu viêm hư cấu bên trong thực chiến môn cũng trở nên càng mạnh thực chiến môn không ngừng đổi mới ghi chép cùng thực lực biến hóa đặc biệt là khi tiêu viêm vẫn là chủ nhân của tử thần hư linh tháp tự nhiên là thời gian thực theo vào cùng lúc đó mấy người chiến đội của tiêu viêm cũng là bắt đầu khổ tu bên trên vô ý phương chu có một cái không gian thực chiến thất trong đó có một không gian riêng biệt, ở trong đó chiến đấu cũng sẽ không tổn thương đến thân tàu. Thời gian này, trừ một số người thực chiến huấn luyện một đấu một, thì tất cả mọi người cũng thử hai đấu hai hoặc là ba đối ba. Nhân số khác biệt, chiến thuật cũng là càng thêm tùy cơ ứng biến. Chiến đấu như vậy không chỉ có thể đưa đến tiến bộ cùng tăng thực lực, mà còn có thể tăng thêm sự ăn ý giữa mọi người. Chờ tất cả mọi người đối chiến xong, Thiên Ngưng mới thận trọng đứng dậy, gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng nhỏ giọng nói: "Mộc Nhi tỷ tỷ, tỷ có thể cùng ta đánh một trận không?" Thiên Ngưng ở một bên nhìn mọi người cũng rất muốn tham gia vào loại thực chiến huấn luyện này nàng cũng muốn nhanh chóng trưởng thành thanh mộc nhi mỉm cười nhẹ gật đầu mộc nhi tỉ tỉ đa tạ thiên ngưng khế không người đấu khí phóng thích mà ra mà đấu khí của thiên ngưng còn như hơi nước tại bốn phía lưu chuyển tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai cái thủy cầu ngươi tận có thể dốc hết toàn lực ta sẽ nghiêm túc thanh mộc nhi trong tay trường tiên vung lên trường tiên màu đen này là thanh mộc nhi từ trong số vũ khí bảo bối của hạ tăng huy chọn ra so với cốt tiên trước đó của nàng cường hãn hơn, tính dẻo dai cũng càng mạnh hơn. Thanh Mộc Nhi đứng thẳng người, một mặt nghiêm túc, đưa tay ở giữa một tiếng quát nhẹ, trường tiên trong tay hướng thiên ngưng vung lên, thiên ngưng lại không tránh không né, người ở dưới đài thấy thế tâm thần giật mình, mà Thanh Mộc Nhi thấy vậy cũng lập tức lúng cuống tâm thần, muốn thu hồi trường tiên, nhưng đã không thể, thiên ngưng, cẩn thận, Thanh Mộc Nhi la lớn, bất quá đôi mắt của thiên ngưng trong lúc triển khai phấn trong mắt màu đỏ bắn ra dị dạng quang mang, Thanh Mộc Nhi giờ phút này cảm giác linh hồn chấn động, trong đầu lập tức là một mảnh không trắng, sau một lát mới phản ứng lại, bất quá lúc này thân ảnh của thiên ngưng đã đến trước mặt thanh mộc nhi tiêm tiêm ngọc thủ cách mặt thanh mộc nhi đúng một cm dừng lại chỉ cần phóng thích đấu khí đẩy về phía trước thêm một chút thôi thì chỉ sợ thanh mộc nhi liền muốn hương tiêu ngọc vẫn dưới trận tất cả mọi người trừ hạ tăng huy đều không biết đã xảy ra chuyện gì cũng không phải là thiên ngưng có tốc độ bao nhanh mà là bọn hắn toàn bộ đều bị thiên ngưng mị hoặc trời sinh mị nhãn hạ tăng huy kinh ngạc nói dạng mị nhãn này ở hồ tộc là có được nhiều nhất phát động mị nhãn không cần linh hồn chi lực là một loại lực lượng đặc thù riêng biệt bất quá đối với người có linh hồn chi lực cường đại thì hiệu quả quá mức bé nhỏ còn đối với người có linh hồn chi lực không mạnh lại là khống chế chi thuật cực kỳ dọa người thời gian tuy ngắn nhưng đủ để cải biến chiến cuộc đôi mắt thật quỷ dị tất cả mọi người một mặt kinh dị bao quát long ý cùng long thế thiên hai người bây giờ đều là cửu tinh đấu đế nhưng vẫn bị dính mị nhãn chi thuật của thiên ngưng kinh khủng nhất là thiên ngưng đã đồng thời đem tất cả mọi người trong phạm vi mà nàng trông thấy toàn bộ mị hoặc phạm vi mê hoặc quả thực khủng bố ngươi thắng rồi thanh mộc nhi cũng là tài hoàng quá thần lai mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng ở trong một trận chiến đã đủ lấy trí mệnh thật có lỗi thiên ngưng run run rẩy rẩy nói một mặt áy náy không cần nói xin lỗi trước đó còn không nhìn ra thiên ngưng ngươi rất lợi hại nha loại mỹ thuật này tại trong thực chiến tác dụng phi thường lớn lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết đấy thanh mộc nhi đi qua cầm đôi bàn tay non mịn của thiên ngưng một mặt chân thành nói thiên ngưng nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu lên trên mặt tách ra tiếu dung thật sao thiên ngưng cho tới nay đều không có tự tin gì bởi vì nàng cảm giác thực lực yếu kém của mình đã kéo chân sau của mọi người, trước đó Tiêu Thiếu cũng không nguyện ý mang theo nàng, cho nên từ trước tới nay, nàng đều thận trọng, tận lực không cho mọi người có thêm phiền phức. Đương nhiên là thật, cho tới nay đều chưa từng chân chính thấy ngươi xuất thủ qua, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chờ phu quân xuất quan, ta sẽ đem chuyện này nói cho hắn. Bây giờ đoàn đội của chúng ta đang cần người như ngươi." Thanh Mộc Nhi cười nói. Nghe được Thanh Mộc Nhi tán thưởng, Thiên Ngưng cũng là lộ ra ngượng ngùng, "Mộc Nhi tỷ tỷ, ta còn có thể cho tỷ thủy thần chi lực của phụ thân." thiên ngưng cùng thanh mộc nhi kéo dài khoảng cách trong lòng bàn tay thủy cầu ném đến thanh mộc nhi chỉ thấy hơi nước tràn ngập toàn thân trên mặt thanh mộc nhi lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trường tiên vung ra mỗi một lần vung ra lại nhiều hơn một loại thủy thần chi lực kèm theo mà phạm vi công kích cũng là trọn vẹn tăng lên một vòng lại còn có lực lượng tăng phúc bên trong đoàn đội chúng ta hiện tại thiếu chính là năng lực như vậy tại trong cuộc chiến có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu thậm chí còn có thể khống chế cùng kiềm chế địch nhân phối hợp với linh hồn chi lực của hạ tăng huy đại thúc thì cái đoàn đội này thật là càng ngày càng hoàn mỹ rồi Long Thế Thiên con mắt nhắm lại, trải qua cùng mọi người một phen chiến đấu, Long Thế Thiên cũng triệt để đối với mọi người từ đáy lòng đổi cái nhìn, mặc dù hắn hiện tại là người mạnh nhất sau Tiêu Viêm, bất quá lấy tốc độ phát triển của mọi người, nếu mà hắn không cố gắng thêm thì rất nhanh liền sẽ bị vượt qua thôi. Trong lúc mọi người tu luyện, Trần Ni bỗng chạy vào, thần sắc có chút nóng nảy, mọi người nhanh đi ra xem một chút đi, Trần Ni thần sắc rất gấp, mọi người cũng lập tức ngừng chiến đấu, toàn bộ liền xông ra ngoài, thời điểm mọi người xuất hiện, thân ảnh Tiêu Viêm đã xuất hiện trước tại bên trên bong tàu. Lông mày gấp tác nhìn về phía trước, tiêu thiếu xảy ra chuyện gì rồi, tất cả mọi người vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy tình huống trước mắt, mọi người con ngươi đều là co rụt lại, ở phía trước bọn họ, có hai chiếc phương chu dừng lại, mà thể tích của nó so với vô ủy phương chu lớn hơn không chỉ một lần, tiêu thiếu, không phải là sa ma bang tiếp tục đuổi tới đấy chứ, tại bên trong hư vô hải, nếu nói có khúc mắc kết xuống cừu hận, cũng chỉ có sa ma bang, tiêu viêm vẻ mặt nghiêm túc, ngắm nghía hai cái phương chu, nếu như người đến thật là địch nhân, chỉ sợ lần này thật khó đối phó, nhìn hai chiếc phương chu thể tích khổng lồ này thì người trên đó chắc cũng sẽ không có đần như trấn sơn dưới mắt trốn là không thể binh đến tướng ngăn nước đến đất chặn tiêu viêm hất lên tay áo phương chu thể tích dù lớn nhưng thực lực cũng không phải nhìn nó mà tính toán đối với sa ma bang tiêu viêm cũng không hiểu rõ quy mô cụ thể của nó mà trấn sơn không chết tất nhiên sẽ còn đến đây báo thù nhưng cái tốc độ này ngược lại là khiến tiêu viêm có chút ngoài dự kiến tiêu thiếu ta thấy phương chu này có bộ dáng không hề giống sa ma bang có khi không phải là bọn hắn đâu hạ tăng huy nhìn nửa ngày về sau mở miệng nói xa xa hai chiếc phương chu dừng lại tại bên trong hư vô hải lộ tuyến của vô ủy phương chu cũng là hướng phía hai chiếc phương chu mà đi theo khoảng cách càng ngày càng gần hai chiếc phương chu cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn nhớ lại bộ dáng của sama bang phương chu trước đó cùng hai chiếc phương chu này đúng là khác nhau cực lớn nó nhìn lộng lẫy hơn rất nhiều không giống như là mấy cái phương chu phế phẩm của sama bang xem xét thì hai chiếc phương chu này có lẽ là đến từ một cái giới không phi thường giàu có theo khoảng cách càng ngày càng gần nhưng vẫn chưa trông thấy bóng người trên hai cái phương chu cho đến khi hoàn toàn đến gần vẫn như cũ không có trông thấy bất kỳ sinh khí nào trên đó, cũng không có cảm nhận được chút nào địch ý, Tiêu Viêm huynh, chúng ta có thể dừng lại ở đây một chút, ngay tại thời điểm Tiêu Viêm còn đang quan sát hai chiếc phương chu, thì Lâm Động đi tới nói với Tiêu Viêm, "Ừm, Lâm Động huynh biết hai chiếc phương chu này sao?" "Cũng coi là biết, bọn hắn hình như là gặp một chút phiền toái." ta đi xem một chút coi có gì cần hỗ trợ không tiêu viêm huynh muốn đi cùng ta không nếu là bằng hữu của lâm động huynh ta đi xem một chút cũng không sao nói không chừng còn có thể giúp được gì đó có thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn có thêm một kẻ địch tiêu viêm cười ứng thừa xuống nhìn thấy tiêu viêm đáp ứng cùng đi lâm động cũng là lộ ra ý cười đa tạ tiêu viêm huynh lâm động ôm quyền nói sau khi nói xong, đám người Tiêu Viêm cùng ba huynh đệ Lâm Động, ngồi trên giao long hào hướng phía hai chiếc phương chu bay đi, Đinh Duyệt đại tiểu thư, những người này chúng ta thực sự là không có cách nào đối kháng, nếu không chúng ta rút lui đi, tại trên một chiếc phương chu, một nữ tử trên thần mang giáp đen bó sát người chống nạnh, vểnh lên cái miệng, nhìn giận giận đùng đùng, không được, ta tìm hư không độc giác thú đã rất lâu rồi, thật vất vả tìm tới, há có thể dễ dàng buông tha, nữ tử mang áo giáp màu đen bó sát, người đem vóc dáng mỹ lệ của nữ tử này hoàn toàn phụ trợ ra, đặc biệt là đôi chân dài nhỏ trắng nõn càng làm cho người ta đã mắt ngũ quan sinh sắn một bộ dáng tú sắc khả san kiều giận lên càng là có một phen đặc biệt phong tình đinh duyệt đại tiểu thư đầu hư không độc giác thú này thực lực so với chúng ta dự đoán còn mạnh hơn đủ để so sánh với tư tinh đầu tiên liền coi như chúng ta đem hết toàn lực đem bắt được thì chúng ta cũng sẽ hy sinh cái giá không nhỏ một tên nam tử đối với đinh duyệt ngưng trọng nói Đinh Duyệt nghe vậy về sau, chính là càng thêm tức giận, các ngươi lúc trước không phải đã thề son sắt hứa hẹn qua không có vấn đề sao, xem ra thương nguyệt dòng binh đoàn các ngươi, cũng không gì hơn cái này, lần này nhiệm vụ không hoàn thành, các ngươi phải bồi thường thù lao gấp bội cho ta, Đinh Duyệt dậm chân một cái, kiểu cả giận nói, nam tử cười khổ một cái, đích thật là không có cách nào, đối với thủ hạ vẫy vẫy tay liền chuẩn bị rời đi, Đinh Duyệt tiểu thư, đã lâu không gặp, bỗng có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Đinh Duyệt nghe vậy bỗng nhiên xoay đầu lại, thấy được Lâm Động, trên mặt nguyên bản nộ khí lập tức từ từ tiêu tán, vui vẻ quá to một tiếng, Lâm Động, ngươi sao lại ở chỗ này? Đinh Duyệt chạy vội về phía Lâm Động, lập tức nhào vào trong lồng ngực hắn. Lâm Động lập tức khô khốc một hồi khục khục, trông thấy đám người tiêu viêm, còn ở bên cạnh một mặt trêu gạo khiến hắn xấu hổ vô cùng. Đinh Duyệt tiểu thư, Lâm Động vỗ vỗ bả vai Đinh Duyệt, bất quá Đinh Duyệt thì giống như đứa bé gái nghịch ngợm, ánh mắt như nước trong veo cong chìm vành trăng khuyết, cười ngọt cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng đẩy Đinh Duyệt ra về sau, Lâm Động lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút, rồi đối với Đinh Duyệt mím cười, Đinh Duyệt tiểu thư gặp phải phiền toái gì sao?" Lâm Động mở miệng dò hỏi, Đinh Duyệt lập tức kịp phản ứng, đầu giống ga con mổ thóc gật gật đầu, "Ta vất vả lắm mới tìm ra được hành tung của một cái hư không độc giác thú, nhưng hiện tại nhân thủ không đủ, lại không có cách nào bắt giữ." Đinh Duyệt phiết lấy miệng nhỏ, hậm hực nói, "Hư không độc giác thú là sinh vật đặc hữu bên trong hư vô hải, thực lực bình quân chỉ là nhị tinh đầu tiên, lấy thực lực của các ngươi, hắn là có thể nhẹ nhõm bắt giữ mới đúng." Lâm Động nghe vậy, nhéo nhéo cái cằm, nghĩ nghĩ rồi nói, hẳn là các ngươi tìm được bạch giác thú lâm động suy tư một chút liền có chút kinh ngạc nói đinh duyệt gấp vội vàng gật đầu vẫn là lâm động thông minh nhất lần này chúng ta tìm được chính là bạch giác thú phi thường hy hữu bên trong hư không độc giác thú nếu có thể đem bắt được tài bảo trên người có thể bán được chí ít năm ngàn vạn tiên nguyên khí đan trở lên đinh duyệt nói càng hối hận chính mình không có mời một tên tứ tinh đấu tiên cường giả cùng đến đây bằng không thì đầu hư không độc giác thú này khẳng định là ăn chắc năm ngàn vạn tiên nguyên khí đan chật chật tiêu viêm ở phía sau nghe vậy cũng là nhịn không được chật chật miệng bây giờ tiêu viêm thiếu nhất chính là tiên nguyên khí đan mà săn giết một đầu hư không độc giác thú lại có thể kiếm được nhiều như vậy khiến tiêu viêm cũng là vô cùng động tâm bất quá nhân thủ không đủ cũng không có cách nhưng có thể gặp ngươi cũng là chuyện tốt đi thôi lâm động đi thiên tinh thành ta mời ngươi ăn tiệc đinh duyệt kéo cánh tay lâm động lâm động cảm giác trên cánh tay chuyển đến mềm nhũn khiến lâm động cả người đều có chút cứng ngắc ho khan hai lần Thế thì không nhất định, ngươi nói một chút về tình huống hiện tại đi, nói không chừng chúng ta còn có thể liên thủ đem hư không độc giác thú kia bắt lại, Lâm Động mượn cơ hội rút tay về, nói sang chuyện khác, sau khi nói xong, Đinh Duyệt chính là phốc xích cười to, ha ha, Lâm Động ngươi không có nói đùa chứ, hai chúng ta thực lực đều là 8 lạng nửa cân, ngươi còn muốn bắt lấy hư không độc giác thú, Đinh Duyệt sau khi nói xong, bàn tay non mịn liền đặt ở trên trán Lâm Động, ngươi làm sao, không có phát sốt, Đinh Duyệt cười như bé con, Lâm Động đẩy tay Đinh Duyệt ra rồi chăm chú nhìn nàng, Lâm Động vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm, Đinh Duyệt cũng là chậm rãi đình chỉ nụ cười của mình. Tốt a, à, tốt a, à, bạch giác thú trong hư không độc giác thú, thực lực có thể so với tứ tinh đấu tiên, chúng ta nơi này mạnh nhất chỉ có nhị tinh đấu tiên, cho dù chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng bắt được, quên đi thôi Lâm Động, thực sự không được thì chúng ta lần sau lại tìm cách, không cần xính cường, Đinh Duyệt vẫn là khinh bỉ nhìn Lâm Động, tứ tinh đấu tiên, Tiêu Viêm huynh, ngươi xem, Lâm Động xoay người, nhìn về phía Tiêu Viêm ở sau lưng, Tiêu Viêm một mực ở sau lưng Lâm Động lắng nghe, nhéo nhéo cái cằm, cũng có thể thử một lần, bất quá hiện tại gặp phải vấn đề hơi nhiều, Tiêu Viêm chậm rãi nói, Đinh Duyệt lúc này cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm cùng tiêu viêm lễ phép tương hỗ mỉm cười lâm động vị huynh đài này là ai đinh duyệt giật giật lâm động đây là một vị huynh đệ ta gặp trên đường đi đến thiên tinh thành ngươi có thể xem thường ta những đừng xem nhẹ hắn năng lực của hắn không như ngươi thấy đầu trên đường đi cũng may mà có tiêu viêm huynh ta mới có thể bình an vô sự lâm động một phen tán dương khiến tiêu viêm có chút thật không tiện lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười sau lưng Đinh Duyệt, một tên nam tử thân mang áo giáp chậm rãi đi tới, một loại ánh mắt không phải hữu hảo cho lắm. Từ trên thân Lâm Động cùng đám người Tiêu Viêm quét tới. Đinh Duyệt đại tiểu thư, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Nam tử hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói. Đinh Duyệt nhẹ gật đầu, đây là nhóm của Lâm Động, vị này tên là Tiêu Viêm, bọn hắn nói có thể giúp chúng ta bắt hư không độc giác thú. Đinh Duyệt giới thiệu cho nam tử xong về sau, lại đối Lâm Động cùng Tiêu Viêm giới thiệu, đây là quan Đông đại ca, Tam đương gia của Thương Nguyệt Song binh đoàn nhị tinh đấu tiên đỉnh phong, khoảng cách đến tam tinh đấu tiên chỉ còn một bước. Ồ, oh, nhị vị thực lực xem ra cũng bất quá là nhất tinh đấu tiên, trong dòng binh đoàn chúng ta đều là nhất tinh đấu tiên, ngược lại không ai dám nói có thể đi bắt hư không độc giác, thú thực lực tứ tinh đấu tiên, tại hạ ngược lại thấy rất hiếm lạ, các ngươi có thể bắt được hư không độc giác thú này như thế nào? Quan Đông hừ hừ cười một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai, đinh duyệt đại tiểu thư, lần này là chúng ta tính sai, chúng ta sẽ bồi thường tương ứng cho ngươi, mấy bằng hữu này của ngươi, ha ha, ta thấy vẫn là thôi đi, bọn hắn muốn đi chịu chết, chúng ta cũng không phụng bồi. Dù sao mạng của chúng ta rất là đáng tiền, ngươi cũng đừng tham gia vào." Quan Đông khoát tay áo, kêu gọi chuẩn bị muốn rời khỏi. Nhị tinh Đấu Tiên đỉnh phong, thực là rất ngông cuồng. Ngay tại lúc Quan Đông vừa mới quay người, thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi vang lên, ánh mắt mọi người đều bỗng rời về phía Tiêu Viêm, cái tròng mắt nhỏ của Đinh Duyệt đều kém chút rơi ra, "Tiểu tử nhìn ngươi là bằng hữu của đinh duyệt tiểu thư ta lần này không tính toán với ngươi lấy thực lực của ngươi nói chuyện vẫn là đừng quá cuồng vọng ngươi không có tư cách cùng ta nói như vậy quan đông ngược lại không có sinh khí mỉm cười nói có tư cách hay không đó cũng không phải ngoài miệng nói mà được tiêu viêm ánh mắt băng lãnh khiếu chiến sớm đã đứng sau lưng tiêu viêm lỗ mũi bốc lên khí thô nếu không phải phong bạo giữ chặt đoán chừng sớm đã xông lên cắn người ôi chỉ bằng ngươi nhất tinh đầu tiên các huynh đệ vị huynh đài nhất tinh đấu tiên này muốn khiêu chiến ta ha ha hôm nay thật đúng là đụng tới hiếm kỳ nhân tiểu tử thương nguyệt dòng binh đoàn chúng ta đều là làm việc trên mũi đao liếm máu ta sợ ta không cẩn thận đem ngươi chém chết khi ấy ta có thể không tiện bàn giao quan đồng nói xong sau người truyền đến tiếng cười vang những người này thực lực đều đạt đến nhất tinh đầu tiên trên người tán phát ra nồng hậu lệ khí dày đặc có thể thấy được trong tay nhiễm không ít máu tươi chỉ có lâu dài tại kề cận cái chết hành tẩu mới có được tiêu thiếu để ta đi đánh hắn tiểu tử này quá khinh người khiếu chiến mặt điều đỏ lên vì tức phong bạo ở phía sau hung hăng kéo lấy đã có thực lực liền bày ra đừng nói lời thừa Tiêu Viêm nhanh chân hướng về phía trước, khí thế ầm vang tán phát ra, sát ý tràn ngập, theo khí tức phát ra, Quan Đông cũng là nao nao, cũng không phải là đối với thực lực của Tiêu Viêm kinh ngạc, mà là sát ý trên thân Tiêu Viêm phát ra khiến hắn như vậy, hoàn toàn không yếu hơn so với trên người bọn hắn, cũng là một cái sừng hung ác, làm việc lỗ mãng chút, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, nơi này là hư vô hải, không phải là cái hạ đẳng giới không của các ngươi mà có thể tùy tiện dương oai, ở đáy giếng nhìn trời dạng này chết như thế nào cũng không biết quan đông đối mặt với tiêu viêm khiêu khích sắc mặt cũng là trầm xuống hừ lạnh nói mời chỉ giáo nhiều hơn tiêu viêm tư thế triển khai quan đông cũng là không khách khí khí thế nhị tinh đấu tiên đỉnh phong ẩm vang bộc phát ra thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp tới đi đừng làm cho ta quá thất vọng đấy quan đông bình thản nhìn tiêu viêm đối với tiêu viêm giương tay lên quan đông khí thức triển lộ ra tiêu viêm cảm giác được thực lực nhị tinh đấu tiên đỉnh phong đó cũng không phải là đùa giỡn từ bên trên khí thức hung hăng áp chế tiêu viêm một mảng lớn bành tiêu viêm bước chân điểm mạnh một cái trên mặt bong tàu tại một sát na này phương chu bỗng run nhúc nhích chợt thân ảnh hắn lướt ầm ầm ra song trưởng một nắm lập tức tiên nguyên khí hùng hồn trào lên trong chớp mắt liền tại trước mặt ngưng tụ ra hai đạo đại thiên tạo hóa trưởng oanh bàn tay gào thét trực tiếp mang theo đạo kình phong cực kỳ lăng lệ bá đạo gào thét mà xuống hướng đầu quan đông trùng điệp vỗ tới ầm ầm một tiếng nổ kịch liệt trên phương chu quanh quần năng lượng cường đại ba động đem bốn phía mọi người toàn bộ đều đánh lui quan đông mặc dù trong lòng xem thường tiêu viêm nhưng cũng chưa khinh địch lập tức thi triển ra một trường cùng đại thiên tạo hóa trưởng của tiêu viêm nghênh đón tiếp lấy trực tiếp đem hai đạo đại thiên tạo hóa trưởng của tiêu viêm oanh bạo mà đi ngươi cũng thử một chút chiêu này của ta xem oanh bạo đại thiên tạo hóa trưởng của tiêu viêm xong quan đồng ánh mắt sững sờ thủ ấn nhất biến đồng dạng là dùng trưởng ấn ngưng tụ ra trưởng ấn so với đại thiên tạo hóa trưởng lớn hơn một vòng nhìn trưởng ấn xen lẫn tiếng gió rít gào áp bách mà đến tiêu viêm khế cho mày trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích ngưng tụ mà ra thiên xích vô ảnh thi triển thước ảnh đầy trời hướng phía trưởng ấn kia đánh tới hai đạo lực lượng chớp mắt trực tiếp đụng vào nhau phía dưới vô số thước ảnh trưởng ấn của quan đông thi triển ra cũng là trì trệ sau một lát trưởng ấn dạn nứt sau đó băng tán mà đi có chút ý tứ cái này là vực giai đấu kỹ nhỉ quan đông nhẹ nhàng cười một tiếng diễu cợt nói thiên xích vô ảnh tiêu viêm cũng không để ý đem trưởng ấn đánh nát sát na thân ảnh liền giống như quỷ mị lướt nhanh ra tiêu viêm cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích thước ảnh vũ động tựa như nước chảy mây trôi đem nghìn đạo thước ảnh đều thi triển ra thước ảnh đầy trời thước gió mạnh mẽ trực tiếp đem quan đông bao phủ hám thiên chấn đối mặt với thế công lần này của tiêu viêm Quan Đông lướt qua một tia cười lạnh, chợt bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, mãnh liệt tiên nguyên khí giống như là thủy triều càn quét toàn thân, sau đó tại dưới chân lan tràn ra, từ quanh thân tạo thành một trận cương phong, tán, Quan Đông thân hình nhất chuyển, bước chân đạp mạnh, bốn phía cương phong cấp tốc bay múa, sau đó hóa thành mạnh mẽ kình phong lại trực tiếp đem đầy trời thiên xích vô ảnh, hung ác xé rách, sau đó thân hình lập tức như mãnh hổ hướng phía Tiêu Viêm sông ngang mà đi, Quan Đông thân hình cực nhanh, tại trong đồng tử Tiêu Viêm cấp tốc phóng đại, sau đó, Tiêu Viêm bước chân đạp mạnh, đối mặt với thế công của Quan Đông, Tiêu Viêm cũng không tránh né, mà là lựa chọn đối diện muốn chết quan đông thấy thế cười lạnh một tiếng mà thân hình của tiêu viêm cùng quan đông hung hăng đánh vào nhau thân hình tiêu viêm lại không có gì bất ngờ bắn ngược mà ra bất quá lại không phải là như diều đứt dây phẳng phất là cố ý chợt tại trong bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra thiên hỏa hỏa liên tốc độ ngưng tụ này tiêu viêm chẳng biết tại trong thực chiến môn trải qua bao nhiêu chiến đấu mới làm được oanh chớp mắt trực tiếp nổ tung lên thiên hỏa hỏa liên uy lực rất là cường hoành tốc độ nhanh chóng, khiến Quan Đông còn chưa kịp phản ứng, cũng là bị uy lực nổ tung từ từ đẩy lui hai bước, Tiêu Viêm thân hình ổn định lại, ánh mắt nhìn qua Quan Đông, khẽ cười nói, đắc tội rồi. Quan Đông ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh dị, nhưng lại không có lửa giận, cười nhạt một tiếng, khó trách có thể ăn nói ngông cuồng, lúc đầu xác thực là có chút bản sự, bất quá, thực lực của ngươi chỉ có thể đẩy lui ta hai bước mà thôi, vẫn không thể bắt được hư không độc giác thú, huynh đài, chúng ta một đường mà đến. Tiêu Viêm huynh đã từng đánh bại Sa Ma Bang Tam Tinh đấu tiên trấn sơn, Tiêu Viêm huynh mạnh nhất cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là toàn bộ chiến đội cùng thi triển ra thực lực mới là mạnh nhất. Song phương kịch chiến xong, Lâm Động lập tức tiến lên một bước, đối với Quan Đông chậm rãi mở miệng nói. Quan Đông lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trấn Sơn, ngươi đánh bại Sa Ma Bang Trấn Sơn. Quan Đông nghe vậy về sau còn có chút kích động. Tiêu Viêm không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm đối với lời nói của Quan Đông trước đó còn có khúc mắc trong lòng, thực sự là đối Quan Đông để không nổi bất kỳ hào cảm nào. Vị tiểu huynh đệ này, trước đó là ta nói chuyện khắc bạc thực sự là có lỗi, ta cũng là vì các huynh đệ phía dưới mà cân nhắc, xin chớ chê bai, quan đông lập tức đối với tiêu viêm liền ôm quyền. Quan Đông đột nhiên chuyển biến, khiến tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Hai người vừa mới còn biểu hiện thế bất lưỡng lập, Quan Đông đảo mắt liền lấy lòng, ngay cả đám người Thương Nguyệt dòng binh đoàn cũng là há to miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tam đương gia của bọn hắn lại hướng một tên mau đầu tiểu tử xin lỗi, tựa như giòi bọ sinh trong muối, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động cũng là khế giật mình, quay đầu đối với đinh duyệt nhỏ giọng dò hỏi chuyện gì xảy ra vậy vị tam đương gia của thương nguyệt dòng binh đoàn các ngươi làm sao lại đột nhiên như biến thành người khác vậy ta hình như nghe nói qua quan đông đại ca từng gặp qua Sama ma bang chấn sơn còn bị chấn sơn đó đánh bại đoán chừng là nghe thấy vị bằng hữu này của ngươi đem chấn sơn đánh bại liền cao hứng đinh duyệt hoạt bắt nhìn chằm chằm lâm động nháy nháy con mắt nói nguyên lai like là dạng này trận chiến với chấn sơn ta cũng là mười phần bội phục tiêu viêm huynh dựa vào nhất tinh đấu tiên cùng toàn bộ đoàn đội lại quả thực là đem một tên tam tinh đấu tiên cường giả chơi xoay quanh Lâm Động cũng là suy tư một chút về sau mở miệng nói ra, Đinh Duyệt nghe vậy về sau, ánh mắt cũng là rời về phía nơi xa cùng Quan Đông rằng có Tiêu Viêm, trong đôi mắt cũng là nhiều một vệt kinh dị, vị bằng hữu này của ngươi không ngờ lại mạnh như vậy, Đinh Duyệt cũng là không dám tưởng tượng mà hỏi, Lâm Động từ chối cho ý kiến gật đầu, đương nhiên, ngươi không nhìn thấy ngay cả Quan Đông đại ca của ngươi cũng đã bị Tiêu Viêm huynh đẩy lui sao? Phải biết, tính cả hai người chúng ta liên thủ trừ phi liều cả tính mạng, cũng không địch lại Quan Đông, ngươi nhìn Tiêu Viêm huynh bộ dáng khoan thai, thực lực của hắn tựa hồ lại mạnh lên rồi, Lâm Động nhìn Tiêu Viêm, bên trên chuyển đến khí tức chấn động, có thể loáng thoáng ở giữa cảm thụ được thực lực của Tiêu Viêm lại tăng lên, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm lại tăng lên, loại tốc độ tu luyện này, có bao nhiêu người có thể có, xem ra, tại vạn giới tranh bá thi đấu có lẽ Tiêu Viêm huynh thật sự có một chỗ cắm rùi, rửa mắt mà đợi đi, ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, Tiêu Viêm huynh đến tột cùng còn có thể mang cho ta bao nhiêu chấn kinh, vị huynh đài này lại có thể đánh bại Trấn Sơn, mặc dù có chút khó có thể tin, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, lúc trước ta kém chút bị tên kia làm thịt rồi, chuyện hôm nay cũng chỉ là cái hiểu nhầm. Còn chuyện bắt hư không độc giác thú chúng ta ngược lại là có thể bàn bạc kỹ hơn, chúng ta liên thủ có cơ hội có thể đem bắt được, ngươi xem coi thế nào." Quan Đông mang trên mặt ý cười, đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhìn Quan Đông trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng là không khỏi nhíu lông mày, bất quá tưởng tượng trong tay tiên nguyên khí đan rất là khan hiếm, lúc này phân cao thấp cũng không có ý nghĩa gì, nếu có thể bắt được hư không độc giác thú, ta có thể phân được bao nhiêu?" Tiêu Viêm ánh mắt bình thản như nước, cho dù Quan Đông như thế nào cười làm lành, Tiêu Viêm đối với người này cũng là để không nổi bất luận một tia hảo cảm nào cho nên tiêu viêm mở miệng nói trực tiếp ha ha người đây còn phải cùng đinh duyệt đại tiểu thư thương lượng thương nguyệt dòng binh đoàn chúng ta đều là do đinh duyệt đại tiểu thư bỏ ra nhiều tiền mời tới bất quá coi như người có thể đánh bại trấn sơn muốn bắt giữ lấy hư không độc giác thú cũng là một chuyện vô cùng khó khăn nhất định phải có kế hoạch kỹ càng tận lực không cần cứng đối cứng như thế chúng ta cũng không kiếm được cái gì chỗ tốt quan đông cười nói lúc này lâm động cùng đinh duyệt cũng từ phía sau đi từ từ tới ta chỉ cần trái tim của độc giác thú những cái khác đều thuộc về ngươi như thế nào đinh duyệt vỗ vỗ tiêu viêm cười nói bộ dáng tùy tiên tiêu viêm cũng là mỉm cười xem xét đinh duyệt cũng không phải là cái dạng người keo kiệt hư không độc giác thú đáng giá nhất chính là trái tim của nó bất quá trừ trái tim còn lại hẳn là cũng có thể bán được hai vạn tiên nguyên khí đan đinh duyệt đại tiểu thư thật đúng là khẳng khái quan đông ở phía sau cười nói nghe được hai vạn tiên nguyên khí đan tiêu viêm trong lòng chính là nhất thì bất quá tiêu viêm cũng không phải người tham lam có thể thu hoạch được một vạn đã là đủ bất quá có thể có 2.000 vạn tiêu viêm tự nhiên càng vui vẻ hơn, thành giao, vậy kế tiếp chúng ta liền nói một chút về hành động cụ thể, tiêu viêm cũng là sảng khoái đáp ứng, bắt đầu hỏi thăm làm sao bắt lấy công việc, quan đông đại ca, từ ngươi đến nói đi, đinh duyệt đối với quan đông nói, quan đông nhẹ gật đầu, đầu hư không độc giác thú này, bây giờ giống như thuộc về giai đoạn thuế biến, một khi lột xác thành công, thực lực liền sẽ tăng lên đến bằng ngũ tinh đấu tiên cường giả, bất quá lúc này cũng là lúc nó yếu ớt nhất, đây là thời cơ duy nhất có thể săn giết nó. Huynh đài cùng tam tinh đấu tiên đối kháng qua, Hắn là minh bạch thực lực của Tam tinh đầu tiên, bất quá nếu như huynh đài có thể đối phó với Tam tinh đấu tiên, cộng thêm Thương Nguyệt trong binh đoàn chúng ta thì chuyện bắt được nó vấn đề cũng không lớn, Quan Đông chậm rãi giải, giải thích, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, bất quá sau khi nói xong, Quan Đông khế nhíu chân mày, bất quá hư không độc giác thú, linh hồn chi lực rất mạnh, có thể so với nhân loại thánh cảnh linh hồn chi lực công kích, chúng ta sợ nhất chính là điểm này, mặc dù thực lực của ta đạt đến nhị tinh đấu tiên đỉnh phong, nhưng linh hồn chi lực cũng mới thế cảnh nếu không thể đối kháng linh hồn công kích của nó thì cơ hội của chúng ta đồng dạng xa vời quan đông lại lần nữa nói thánh cảnh linh hồn chi lực tiêu viêm nghe vậy thản nhiên nói hùng hồn linh hồn chi lực phóng thích mà ra bốn phía trừ hạ tăng huy tất cả mọi người cảm giác linh hồn run lên loại áp bách chi lực này khiến quan đông mãnh nhìn về phía tiêu viêm thánh cảnh linh hồn quan đông giật mình hạ tăng huy để bọn hắn nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi tiêu viêm quay đầu nhìn về phía hạ tăng huy sau lưng khẽ cười nói a hô hố linh hồn vương lần nữa hạ tăng huy phát ra vài tiếng cười quái dị mọi người cũng là một trận bạch nhãn hạ tăng huy thánh cảnh linh hồn chi lực lập tức phát ra so với tiêu viêm hùng hồn hơn không ít thì ra là thế khó trách ngay cả tam tinh đấu tiên chấn sơn bại dưới tay các ngươi hai thánh cảnh linh hồn xác thực khó đối phó đã như vậy chúng ta chính là có thể hành động thời gian của chúng ta cũng không nhiều quan đông thấy thế trên mặt lộ ra nét mừng có hai cường giả thánh cảnh linh hồn liền có thể đối kháng với công kích linh hồn của hư không độc giác thú vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi quan đông trực tiếp hô tiêu viêm ngược lại là sững sờ các ngươi có thể tại bên trong hư vô hải chiến đấu sao? Nhìn bộ dáng của Quan Đông là muốn trực tiếp xông ra ngoài phương chu đi chiến đấu, nhưng Tiêu Viêm từng đi qua hư vô hải, căn bản là không có cách vận dụng đấu khí, một khi phóng xuất ra đấu khí, liền sẽ bị hư vô hải thôn phệ. Các ngươi đừng nói ngay cả hư không nguyên cũng không có chứ? Quan Đông kinh ngạc nhìn đám người Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy, suy tư một chút, nghe cái tên xa lạ này, Tiêu Viêm lắc đầu, xem ra, các ngươi thật đúng là mới từ giới không đi ra, hư không nguyên năng đủ dung hợp đấu khí, từ đó chính là có thể tại bên trong hư vô hải chiến đấu. Hư Không Nguyên cũng không đặc thù, một viên chính là có thể nhiều lần sử dụng, giá cả đại khái là tại 20 vạn tiên nguyên khí đan, chỗ ta có chuẩn bị không ít, có thể bán cho ngươi một chút, Quan Đông nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên cầu màu tím đen, 20 vạn tiên nguyên khí đan, trước tiên có thể ghi nợ không, chờ chúng ta bổ hoạch hư không độc giác thú rồi sẽ trả lại cho ngươi, như thế nào? Tiêu Viêm lúng túng cười một tiếng, trong tay tiên nguyên khí đan thật đúng là không đủ. Đương nhiên có thể, chỗ này có 10 cái, huynh đài ngươi xem có đủ hay không? Tiêu Viêm nhìn phía sau, chiến đội cộng thêm hắn vừa đúng 10 người, Lâm Động huynh, ba huynh đệ các ngươi có hư không nguyên không? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Lâm Động, Lâm Động gật đầu cười, trong tay cũng là xuất hiện hư không nguyên, hiển nhiên nơi này chỉ có đám người Tiêu Viêm mới không có nó, vậy 10 cái hư không nguyên là đủ rồi, một viên 20 vạn, vậy nơi này là 200 vạn tiên nguyên khí đan, nói thật, trong tay của ta còn không có 200 vạn tiên nguyên khí đan chờ lần này bắt được hư không độc giác, thú về sau cả gốc lẫn lãi đều sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Viêm có chút xấu hổ, mặc dù tại bên trong đám người Sa Ma Bang thu được không ít tiên nguyên khí đan, nhưng Tiêu Viêm đã dùng tu luyện ước chừng hết khoảng 100 vạn, bây giờ trong tay còn thừa không đến 100 vạn, cho nên Tiêu Viêm cũng rất muốn dựa vào hư không độc giác thú này một phen phát tài, có thể, đã có hư không nguyên, chúng ta liền có thể đi thảo phạt xúc sinh này, trước đó chúng ta đã đi dò xét qua, nghĩ đến nó hắn là cũng đã cảnh giác lên, nhưng nó sẽ không đào tẩu, bởi vì nơi này có năng lượng cần để nó thuế biến, Quan Đông cầm trong tay 10 cái hư không nguyên đưa cho Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi nói: "Có kế hoạch cụ thể không?" Tiêu Viêm đem hư không nguyên phân cho chiến đội của mình, sau đó mới nhìn hướng Quan Đông hỏi: "Kế hoạch ngược lại là rất đơn giản, chúng ta cần mấy người có nhục thể cường hãn đi hấp dẫn nó ra, độc giác trên đầu nó chính là thủ đoạn công kích chủ yếu, bất quá cũng là chủ yếu hại của nó, phóng xuất ra một lần hư không chấn động về sau, liền sẽ có một cái đoạn khe hở thời gian, lúc này công kích chính là tốt nhất, ta phụ trách chủ công, hai người các ngươi thánh cảnh linh hồn, nếu có thể đồng thời đối với nó tiến hành công kích linh hồn." hẳn là liền có thể có thể bắt được, quan đông suy tư một chút, sau đó nói, cần nhục thể cường hãn kháng đánh cũng không phải không có, chỉ là không biết lực công kích của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta sợ vạn nhất ngăn cản không nổi, tiêu viêm quay đầu nhìn về phía chiến đội sau lưng, khiếu chiến lập tức hưng phấn không thôi đứng dậy, cha, ta cũng có thể, long ý cũng là đứng dậy, còn có ta, long thế thiên cũng lập tức đứng dậy, nếu là nói về trình độ cường hãn của nhục thể thì bên trong vô ý chiến đội, mạnh nhất chính là ba người bọn họ. Một tên bát tinh đấu đế, hai tên cửu tinh đấu đế, huynh đệ, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? hư không độc giác thú lúc này mặc dù suy yếu, cũng là có tam tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực, đấu đế thực lực chỉ sợ ngay cả một chiêu đều ăn không vào, thật sẽ chết người đấy. Quan Đông nhìn thấy ba người về sau, cười khổ một tiếng, khiếu chiến giận dữ, vừa muốn tiến lên nói chuyện, lại bị Tiêu Viêm ngăn lại. ngươi yên tâm, bàn về kháng đánh, nơi này chỉ sợ không có người nào mạnh hơn ba người bọn họ đâu. Tiêu Viêm mỉm cười, còn có ta. Lúc này, sau lưng lâm động, lâm Viêm cũng là đứng dậy nói, cùng khiếu chiến liếc nhau một cái, hai người cũng là cười ngây ngô xuống. nếu như các ngươi khăng khăng như thế vậy ta cũng không có ý kiến gì chỉ có thể chúc các ngươi may mắn thực sự không được liền rút lui cùng lắm thì đi suy nghĩ biện pháp khác tốt cũng không nhiều lời nữa chúng ta lên đường đi quan đông nhìn thực lực của đám người này quả thực là khó coi cũng là bất đắc dĩ nếu một khi xuất hiện nguy cấp quan đông tất nhiên không thể chú ý đến bọn hắn dù sao hắn cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình tiêu viêm nhẹ gật đầu đối với huynh đệ của mình hắn vẫn là có mấy phần lòng tin mọi người đi theo quan đông đi tới biên giới phương chu nhìn hư vô hải phía dưới phương chu đen kịt một màu xa xa có thể trông thấy một cái điểm sáng màu xanh lam quan đông đối với lam sắc quang điểm chỉ chỉ đều đi theo ta đi chúng ta muốn đi vào hư vô hải bên trong hư vô hải có hư không phong bạo bất quá hiện tại xem ra hết thảy rất bình tĩnh hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện một khi xuất hiện phong bạo nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở lại phương chu nếu không một khi bị cuốn vào thì dù là có nhục thân cường hãn cũng nháy mắt bị xé thành nhiều mảnh nhỏ đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi ngay cả cạn bã cũng không tìm tới cái chủng loại này quan đông dặn dò mọi người chậm rãi nhẹ gật đầu thương nguyệt dòng binh đoàn có mười mấy người cộng thêm tiêu viêm lâm động khoảng chừng gần ba mươi người Quan Đông phân công một chút, chủ yếu từ Long Ý, Khiếu Chiến, Long Thế Thiên cùng Lâm Động cộng thêm mấy tên đại hán của Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, chủ yếu phụ trách đem độc giác thú hấp dẫn, mà những người còn lại đều phụ trách tiêu hao cùng công kích, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy thì phụ trách mấu chốt công kích linh hồn. Lâm Động, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu thực sự không được, tuyệt đối không nên cưỡng cầu, ta cũng không muốn mất đi người bạn này. Đinh Duyệt đi đến bên người Lâm Động, liên tục dặn dò, Lâm Động cười cười, khẽ gật đầu, lên đường đi, Quan Đông đối với mọi người vẫy tay một cái, dẫn đầu nhảy vào bên trong hư vô hải, đấu khí tại bên trong hư vô hải căn bản là không có cách phóng thích, càng đừng nói phi hành, Quan Đông thẳng đứng rơi vào bên trong hư vô hải, thân ảnh nháy mắt liền bị hư vô hải hắc ám nuốt mất, bất quá vào lúc này, thân ảnh Quan Đông lại lần nữa hiển hiện, trên thân năng lượng màu tím đen xen lẫn tiên nguyên khí, thân hình vững vàng phù ở phía dưới, những người khác của thương nguyệt song binh đoàn cũng là lần lượt nhảy xuống mọi người đều là sở nhẹ vòng tay hắc thần khải giáp lập tức bao trùm toàn thân tiêu viêm cũng là linh khải phụ thân nhìn đám người tiêu viêm cẩn thận ba huynh đệ lâm động ngược lại là lộ ra tùy ý một chút tiêu viêm vẫy tay một cái mọi người cũng là nhao nhao nhảy vào bên trong hư vô hải có hư không nguyên về sau mọi người chính là có thể tại bên trong hư vô hải sử dụng đấu khí bên trong hư vô hải dị thường bình tĩnh không có nhiễu loạn khí lưu Bất quá tầm nhìn 10 phần có hạn, tiến vào hư vô hải về sau, đều là bị cùng loại hư không nguyên năng lượng bao vây, lý do có hư không nguyên năng lượng tại bên trong hư vô, hải thì có thể sử dụng đấu khí, nguyên lý chính là hư không nguyên chính là năng lượng bên trong hư vô hải, đem đấu khí đồng hóa, sẽ không bị năng lượng hư vô hải thôn phệ. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.